Kiếm lai like chương 1482, luyện chế, 4. Thậm chí còn đặc biệt có người thích phá đám, một khi nhắm trúng người nào đó gặp phải tình thế bắt buộc, sẽ lập tức làm hỏng khiến người khác chán ghét. Một món đồ có giá một đồng tiền tiểu thử, cứ nhất định vùng vụt lên giá 3-4 đồng tiền tiểu thử, khổ chủ mua hay không mua? Không mua, rất nhiều món cốt bỏ lỡ rồi thì không còn cơ hội nữa, làm chậm trễ việc luyện chế vật bản mạng, làm sao cho tốt đây? huống hồ giữa mỗi đỉnh núi tiên gia thông thường càng lân cận, càng lục đục với nhau, ai muốn trơ mắt nhìn đỉnh núi nhà khác có nhiều trung ngũ cảnh hơn, nhất là một vị tu sĩ địa tiên hô mưa gọi gió. Đánh sống đánh chết chưa chắc có, nhưng âm thầm ngán chân nhau chắc chắn nhiều vô kể. Cho nên sau khi Mao Tiểu Đông Sư tầm tất cả thiên tài địa bảo xong, Trần Bình An vừa như rút được gánh nặng, vừa có chút lo lắng. Vật bản mệnh thứ ba luyện chế thế nào đây? Dựa theo kế hoạch định trước, lúc đó mình nên ở bắc câu lô châu lẽ nào đổi ý lấy phần bồi thường đại ly còn lại của thành lão long ra đập nồi bán sắt sau khi lạc phách sơn luyện xong xong món thứ ba rồi lại đến ngao du bắc câu lô châu nơi kiếm tu như mây kia trần bình an khẽ thở dài chỉ đành nói với bản thân sầu ngày mai thì để ngày mai tính giờ vẫn chưa luyện chế thành công văn đảm màu vàng đã bắt đầu muốn vật bản mệnh thứ ba không thỏa đáng chuyện hôm nay thì hôm nay xong làm xong chuyện hôm nay thật hoàn hảo trước mới là chính đạo lẽ phải trần bình an kìm nén suy nghĩ tập trung nín thở cuối cùng lấy ra đồ luyện chế đến từ thanh hổ cung đồng diệp châu ngũ sắc kim quỷ táo sau đó bắt đầu mặc niệm một lượt đạo quyết luyện chế của mai hà thủy thần nương nương ban tặng từ đầu đến cuối mao tiểu đông đều không nói chuyện nói nhiều vô ích tu hành là việc của bản thân dù là người truyền đạo giải thích mấy câu chỉ điểm mấy câu thì đã tốt rồi. Cho dù là người hộ đạo, thì lại càng không nhúng tay vào chuyện này, nhiều nhất là người đó bất hạnh luyện chế thất bại, cố gắng bảo vệ căn bản đại đạo của người đó, giúp sức theo đuổi núi xanh còn đó của người được hộ đạo mà thôi. Trước mặt Trần Bình An đã trải đầy thiên tài địa bảo khác nhau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mao Tiểu Đồng đối diện, hỏi, Mao Sơn Chủ, thật ra ta có một nghi ngờ, vẫn luôn nghĩ không thông. Mao Tiểu Đông gật đầu nói, hỏi, Trần Bình An hỏi: "Hạo Nhiên Thiên Hạ của chúng ta có 72 tòa thư viện trấn giữ chính châu, tại sao không phải 720 tòa?" Là Trung Sĩ Văn Miếu không làm được, hay là Chí Thánh Tiên Sư không muốn làm như vậy? Trước khi Mao Tiểu Đông trả lời câu hỏi này, thì chậm rãi nói: "Ta chỉ nói cách nhìn của cá nhân ta, ngươi nghe mà tham khảo, chưa hẳn là chính xác nhưng có thể là một khả năng để ngươi hiểu thế đạo này, sao hả?" Trần Bình An gật đầu: "Được." Lúc này Mao Tiểu Đông mới nói: Liên quan đến việc này, ta từng nghiên cứu với người khác. Bây giờ có thể đã không còn được bao nhiêu người thế tục nhớ đến, rất lâu trước đây, từng, phải là trước Tam Tứ chi tranh, ngay ngay châu phía bắc, nhận được lời đề nghị của lão tổ tông nào đó một trong tứ đại học giả năm xưa. Được sự ủng hộ sức mạnh của Lưu thị, cùng với cái gật đầu đồng ý của Á Thánh, từng xuất hiện một nơi lúc đó được gọi là đất nước Vô Sầu, dân số khoảng hơn 10 triệu người, không có luyện khí rõ, không có bách gia chư tử thậm chí không có tam giáo ai nấy đều không lo cơm áo ai nấy đều đi học kiến thức và đạo lý mà các phu tử tiên sinh truyền lại đều là nội dung tinh túy của tứ đại học giả và bách gia chư tử nhưng cố gắng không vượt qua tôn chỉ học vấn căn bản của mỗi người có điều chủ yếu là lấy sách cổ nho gia làm chủ còn lại là bách gia làm phụ nói đến đây mao hiểu đông chậm lại nói rất chậm cực kỳ nghiêm túc cho tới giờ phút này Mao tiểu đông thân là thánh nhân của thư viện cũng hiện rõ có chút mệt mỏi trần bình an lên tiếng hỏi tiên sinh học thuộc là hiền nhân quân tử thư viện được dày công lựa chọn kia sao mao tiểu đông lắc đầu nói đương nhiên không phải nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì bởi vì dù thành công thì phong tục một nước nhiều nhất là phát triển thành một châu nhưng lại làm tám châu khác đói chết lấy tám châu để chống đỡ văn vận một châu an vui ý nghĩa ở đâu cho nên lưu thị ngay ngay châu dưới sự giám sát của các phe, giai đoạn trước đã bí mật chuẩn bị gần 40 năm, các phương diện đều buộc phải có được sự chấp nhận của người đại diện của Bách gia chư tử có mặt, chỉ cần một người phủ định thì không cách nào đưa ra thực hiện, đây là yêu cầu duy nhất mà lễ thánh đề nghị trong một lần lộ mặt duy nhất. Trần Bình An tò mò hỏi, kết quả cuối cùng không hoàn toàn như ý muốn sao? Mao Tiểu Đông gật đầu, nếu không thì cũng sẽ không có trận chiến tam tứ sau này trần bình an rơi vào trầm tư suy nghĩ tại sao lại thất bại một mớ rối ren mao tiểu đông nhỏ giọng nói từ chí thánh tiên sư đến lễ thánh một người trình bày nhân nghĩa đạo đức một người lập ra cơ cấu quy tắc cụ thể tại sao vậy mao tiểu đông tự hỏi tự trả lời trước khi trả lời câu hỏi này ta cũng từng thỉnh giáo người đó tại sao chí thánh tiên sư và lễ thánh sau khi thiết lập chắc chắn địa vị độc tôn và chính thống của hạo nhiên thiên hạ thì vẫn dùng được bách gia chư tử tại sao không dứt khoát chỉ để lại kiến thức nho gia, giáo hóa chúng sanh? Câu trả lời của người đó khiến vướng mắt này của ta được thông suốt hiểu rõ, mới biết được vốn dĩ trời đất lớn như thế. Người đó nói, đạo tổ đang trong chừng một thứ, cho nên ban đầu đám tàn dư làm loạn kia mới có thể di dời đến kiếm khí trường thành. Mà hạo nhiên thiên hạ của chúng ta cũng không có đuổi cùng giết tận đám yêu tộc. Phật tổ cũng chỉ để lại một câu, tiên đoán thời đại mạt Pháp chung quy cũng sẽ đến, từ giờ về sau trong pháp luật ta dù khôi phục cạo bỏ râu tóc mặc cà sa phá bỏ cấm giới hành không như pháp mao tiểu đông hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ba vị này đang cầu điều gì trần bình an lắc đầu không biết mao tiểu đông nói người đó nói với ta ông ấy cũng không biết câu trả lời nhưng có lẽ là hy vọng cho tất cả chúng sinh thế gian có linh hồn một loại tự do tiến gần đến ý nghĩa thật sự một loại tự do mà ngươi không cần trả giá đắt đã có thể đạt được mao tiểu đông hỏi có hiểu không trần bình an thành thật trả lời không hiểu mao tiểu đông cười trần bình an bây giờ đệ không cần phải truy hỏi đáp án của câu hỏi này mao tiểu đông đứng dậy nhấc một chân lên cách mặt đất hơn tác lơ lửng trong không trung sau đó nhấc cao hai lần có đủ thứ để học biết căn bản và chân ý tiến hành theo tuần tự dần dần lên cao như vậy cho dù một người đứng ở nơi cao thế nào tâm đều vững mặc kệ những bàn môn tà đạo rối loạn kia ít nhất thì người đọc sách như chúng ta đều nên như vậy trần bình an nhớ ra chuyện mình nói với diêu cận ở đỉnh núi vương triều đại tuyền liên quan về từng vòng luẩn quẩn từ trong ra ngoài từ nhỏ đến lớn hắn lập tức hiểu ý bật cười cái này ta hiểu mao tiểu đông ngồi trở lại cười hỏi hiểu thật sao trần bình an gật đầu nói hiểu thật mao tiểu đông giơ một bàn tay ra cười nói sự kết hợp của cả ba thiên thời địa lợi nhân hoa vậy thì có thể luyện vật rồi trần bình an nhắm mắt trước nhẹ nhàng hít thở một hơi một viên văn đảm màu vàng lặng lẽ lơ lửng trước người hắn trần bình an vẫn không vội lấy một hơi chân khí của võ phu thuần túy để mở lò khai hỏa trái lại không hiểu sao lại nhớ đến chuyện thời niên thiếu của mình ở tổ trạch ngõ nê bình hai tháng hai trồng ngẩng đầu chiếu sáng xà nhà đào đập vào tường xà trùng nhân gian không chỗ trốn đại khái mới chỉ là khởi đầu hành tẩu giang hồ của Trần Bình An. Lúc ấy rất nhiều người đều không gặp được. Nhưng cứ đi từng bước như vậy, gặp được người này tới người khác. Luyện quyền không vất vả. Đọc sách rất đáng giá. Kiên trì nói đạo lý với người khác vốn là một chuyện chưa chắc sẽ vui vẻ, nhưng sẽ không hối hận. Vốn dĩ Trần Bình An ta cũng có thể có ngày hôm nay. Thì ra ánh mắt của Ninh cô nương tốt như vậy sao? Mao Tiểu Đông tức giận quát, tâm tình quá thoải mái rồi dừng lại suýt chút nữa mao tiểu đông lấy thước ra đánh thở hồng hộc dạy dỗ cho dù có cô nương mình thích cũng phải luyện chế thành công vật bản mệnh rồi hẳn nhớ tới đến lúc đó ai quản ngươi muốn nhớ nhung mấy canh giờ có phải vui như nở hoa không không biết nặng nhẹ trần bình an hậm hực vội lau mặt thu nụ cười trên mặt rồi tập trung trở lại mao tiểu đông nhìn như vô cùng tức giận thật ra trong lòng mình lại vui vẻ thầm nói tiên sinh thấy chuyện này đệ tử làm được không thỉnh cầu tiên sinh một lời khen chắc cũng không quá đáng nhỉ ở đỉnh đông hoa sơn lúc mao tiểu đông ngồi đối diện trần bình an trong thư viện còn có hai người ngồi đối diện nhau đổng tỉnh đại nho tinh thông lôi pháp và một nửa đệ tử lâm thu nhất khi trời đất yên tĩnh dòng chảy thời gian xuất hiện dấu vết biến hóa đổng tỉnh nhíu mày nhìn thấy chút khí chất của lâm thủ nhất sắp không còn hắn phất tay áo ngăn cách ra một thế giới nhỏ chỉ là vị đại nhỏ này có vẻ mệt mỏi. Đổng tỉnh trầm giọng nói, đừng phân tâm, giống như đọc sách thôi, thấy văn chương thánh hiền tuyệt không thể nói, tâm trạng có thể đắm chìm vào trong văn chương, đó là bản lĩnh, lôi ra ngoài được càng chứng tỏ công lực. Nếu không cả đời chỉ là tên mọc sách, nói gì đến việc đồng cảm với thánh hiền. Lâm thủ nhất gật đầu. Đổng tỉnh tiếp tục chủ đề trước đó, không cần vội. Tranh thủ mở ra thêm nhiều khí phủ bản mệnh rồi phá cảnh cũng không muộn, môn sinh nho gia chúng ta luyện khí tu hành, tư chất tu đạo thể phách của bản thân không phải là điều quan trọng nhất, nho gia đã là chính thống của hạo nhiên thiên hạ, nho sinh tu hành. Xếp cho cùng chỉ là tu hai chữ học vấn, ta hỏi ngươi, lâm thủ nhất, tại sao có nhiều thế nhân rõ ràng biết đạo lý trên sách nhiều như vậy nhưng vẫn đần độn, thậm chí là làm việc bất chính. Lâm thủ nhất trầm giọng nói, không biết đạo lý nào đó, không biết nền móng của học vấn nào đó, đương nhiên không biết lấy đạo lý đối nhân xử thế như thế nào, cho nên lời vàng ngọc quý giá sau khi đến tay đã ruột bông đổ nát, gió thổi liền bay mất, không cách nào chống rét, đến lúc đó oán trách đạo lý không phải đạo lý, sai lầm lớn. Ngươi chỉ nói đúng một nửa, một nửa là sai, nhiều đạo lý của Thánh Hiền vốn không phải để thế nhân bắt lấy nhiều thứ thực tế bằng hai tay, mà là tâm có một chỗ để an tĩnh nghỉ ngơi mà thôi. Đổng Vĩnh vui vẻ gật đầu, vậy thì hôm nay ta chỉ nói với ngươi một câu ngôn ngữ Thánh Hiền, chúng ta chỉ bàn luận về câu nói này thôi. Lâm Thủ Nhất ngồi nghiêm chỉnh, nguyện nghe tiên sinh dạy bảo. Đổng Tĩnh hỏi, thánh nhân có câu, quân tử bất khí. Hiểu thế nào? Lễ ký học cung giải thích làm sao? Thuần Nho Trần Thị giải thích thế nào? Thư viện Nga Hồ hiểu làm sao? Đồng thành phái năm xưa của Thanh Loan Quốc thì thế nào? Còn bản thân ngươi sẽ giải thích ra sao? Lâm Thủ Nhất đã suy nghĩ xong hết, đang định trả lời một loạt câu hỏi này. Đột nhiên phát hiện Đổng tiên sinh quay đầu nhìn ra cửa sổ, còn phân tâm hơn cả Lâm thủ nhất hắn. Lâm thủ nhất do dự một lúc, thấy Đổng tiên sinh không có ý định thu ánh mắt lại thì cũng quay đầu theo. Kết quả nhìn thấy một cái đầu treo ngoài cửa sổ. Đổng tỉnh tức giận nói, "Thôi Đông Sơn, ngươi làm gì đó?" Mặt thôi Đông Sơn vô tội chẳng phải ta sợ lâm thủ nhất hỏi đến đạo lý mà Đổng Tĩnh ngươi không trả lời được đây sao, thấy lúng túng quá nên ta giúp người giải vây. Đổng Tĩnh giơ ngón tay, trợn mắt nhìn, ngươi đi mau. Chuyện truyền đạo trang trọng nghiêm túc ra sao, kết quả lại để cục phân chuột của thư viện tiếng xấu vang xa này quấy rối ở đây. Từ đầu đến cuối thôi Đông Sơn lấy hai tay bám lấy bệ cửa sổ, hai chân cách đất, mắt chớp chớp, nếu ta không đi thì ngươi có ra tay đánh ta không? Đổng Tĩnh bình tĩnh lại, đang định nói lý với tên này, sau đó lôi thư viện Mao Sơn chủ ra uy hiếp người này mấy câu, không ngờ Thôi Đông Sơn đã buông hai tay, cái đầu chướng mắt kia cuối cùng đã biến mất. Đỗng Tĩnh hừ một tiếng lạnh lùng. Kết quả Thôi Đông Sơn lại nhảy lên, cánh tay bám trên bệ cửa sổ, cười ha ha nói, ta lại đến rồi. Đỗng Tĩnh tức giận quá, Thôi Đông Sơn, tên tu sĩ Nguyên Anh nhà ngươi, làm cái trò này có thấy chán không hả? Thôi Đông Sơn nói một cách hiển nhiên, ta sắp chán chết rồi mới đến chỗ ông tìm người nói chuyện, nếu không ta đến làm gì. Đổng tỉnh đứng dậy, đánh một trận không. Thôi Đông Sơn lắc đầu, quân tử động khẩu bất động thủ. Đổng tỉnh tức đến mức sải bước đi ra. Người tu hành lôi pháp, nhất là địa tiên, có mấy ai mát tính. Mũi chân Thôi Đông Sơn chạm trên tường, bay ra phía sau, phất tay từ biệt. Lâm thủ nhất chỉ biết cười khổ. Đổng tỉnh đứng bên cửa sổ, sau khi chắc chắn thôi đông sơn đã đi xa thì vẫn đợi rất lâu mới quay lại thật ra thôi đông sơn không tiếp tục dây dưa nghênh ngang đến mấy học đường và mấy học xá nhìn thấy lý hòe đang ngủ gà ngủ gật trong lớp thôi đông sơn thưởng cho tên nhãi con này mấy cái cốc đầu thấy một cô gái trẻ hào phiệt đại tùy đang yên tĩnh bất động trong dòng sông thời gian hắn ta ngồi trên bàn học trước mặt nàng thay đổi cho nàng kiểu tóc mà hắn thấy hợp với khí chất của nàng hơn nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp ở phòng học xá đang xem lén một quyển tài tử gia nhân thì lấy bút mực xóa đi toàn bộ chỗ miêu tả xấu hổ đặc sắc nhất trên quyển sách do đó có thể thấy quả thật thôi đông sơn đang rất buồn chán dạo tới dạo lui cuối cùng thôi đông sơn liếc nhìn cảnh sát đỉnh núi đông hoa sơn rồi quay lại tiểu viện của mình ngủ một giấc trong hành lang thạch nhu đang mặc một chiếc bộ gia tiên nhân để lại có thể đi lại tự nhiên Tạ tạ mất đi khốn long đinh cuối cùng giam cầm tu vi mình, muốn đi lại cũng khá khó khăn, nhưng vẫn có thể ngồi trên bậc thang cảm nhận sự huyền diệu của dòng sông thời gian. Thôi Đông Sơn cử động cơ thể không chút động tĩnh, đứng bật người dậy, dọa tạ tạ và thạch nhu giật mình. Đột nhiên Thôi Đông Sơn nhớ lại thiếu nữ tên Lý Liễu mấy năm trước, ở bên cổng thư viện từng làm động tác tay đe dọa mình. Thiếu nữ nhìn như không hiểu sự đời, không biết trời cao đất dày. Thôi Đông Sơn ngã ra sau, bùng một tiếng miệng hư hư ha ha lần lượt tung quyền chật chật nói cộng chủ giang hồ thảo nào tâm cao hơn trời thôi đông sơn nhắm mắt ngủ dường như tạ tạ và thạch nhu cùng lúc quay đầu nhìn đỉnh núi đông hoa sơn dòng sông thời gian bên kia không biết tại sao dường như đã nhuộm một lớp màu vàng kim hùng vĩ chỉ là trong nháy mắt thạch nhu quay đầu nhanh chóng liếc nhìn thôi đông sơn hôm đó sau khi trần bình an nói câu nghĩ lại đi Rõ ràng nàng nhìn thấy Thôi Đông Sơn đưa lưng về phía Trần Bình An, mặt đầy nước mắt. Rõ ràng Thôi Đông Sơn đã ngủ say, nhưng lại búng tay một cái. Lập tức bụng thạch như như sấm vang, cảm giác đã mấy trăm năm chừng từng có. Thôi Đông Sơn quay đầu, cười tủm tỉm nhắc nhở, đừng làm trong viện của ta, mau tìm nhà vệ sinh đi, nếu không một là ngươi làm ta ngột chết, hai là ta đánh chết người. Thạch Nhu căm uất muốn chết, chạy nhanh như bay. Thôi Đông Sơn không ngừng lăn lộn ở hành lang, ngoài miệng thì nói, tạ tạ, ngươi đi đâu mà tìm được công tử lao hành lang giúp người, đúng không? Tạ tạ chỉ hồ theo, tạ tạ cảm ơn công tử. Thôi Đông Sơn nằm sấp trên hành lang với tư thể bơi lội, từ một đầu bơi đến đầu còn lại, sau đó chuyển người làm lại lần nữa, hát ngâm nga liên tục, có không uống nước, năm Thái Bình ôi năm Thái Bình. Thư viện đã thành tiểu thiên địa được thánh nhân tọa trấn, đỉnh Đông Hoa Sơn lại có động thiên khác. Sau khi Mao Tiểu Đông vận chuyển đại thần thông, khí tượng đỉnh núi không ngờ là mùa thu. Cuối thu khí sản. Trần Bình An ngồi giữa hướng Tây, trước người đặt một cái lò kim quỷ, ngũ sắc, lấy thủy phủ, quạt gió, nuôi dưỡng linh khí, lấy một ngụm chân khí vỏ phu thuần túy để châm lửa, thúc đẩy trong lò đang nổi lên một ngọn chân hỏa cháy hừng hực. Đang lô bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, như một mặt trời nắng gắt. Văn đảng màu vàng lơ lửng ở phía trên đang lộ, chậm rãi hạ xuống. Trần Bình An cũng không xa lạ gì chuyện này, làm từng bước một, phát triển từ pháp quyết luyện vật mà đạo tiên nhân kia ghi lại trong bia cầu mưa chôn trước miếu thủy thần Mai Hà, điều khiển một bình kim sa lớn chừng bàn tay tưới vào trong lò đan, thế lửa càng thêm mãnh liệt, chiếu rọi màu đỏ tươi lên khuôn mặt Trần Bình An. Nhất là cặp mắt trong suốt từng trải lại càng trở nên thanh tú. Đôi tay từng vô số lần nung gốm kéo phôi không có chút run rẩy nào, tâm sáng như gương, lại giống như một chiếc giếng cổ không hề dao động văn đảm màu vàng bị mổ ra từ ngực thành hoàng gia trầm ôn đang xoay chầm chậm bên trong lò đan phập phồng lên xuống đã có hương hỏa được thiện nam tín nữ của thải y quốc tiếp nối mấy trăm năm còn có văn thần trầm ôn chết đi cũng để lại một luồng hạo nhiên chính khí không tiêu tan còn có con dấu được đại thiên sư long hổ sơn tự tay khắc mang theo đã lâu thần tính linh quan được nuôi dưỡng thành lấm ta lấm tấm như những ngôi sao trải khắp trời đêm trong phần đông thiên tài địa bảo ở bảo bình châu Luyện hóa khó nhất là di vật bội đao nằm trong miếu quan công võ thánh ở kinh thành quốc gia nào đó và cái sừng trâu ngàn năm dài nửa trượng kia. Tâm trạng của Trần Bình An bình tĩnh, chỉ để ý đi từng bước vững chắc, không có sai lầm, lấy tiên quyết vạn vật đều có thể luyện để chậm rãi luyện hóa. Bội đao đã từng đi theo vị võ thánh kia chinh chiến cả đời lơ lửng trên đầu đan lô, dần dần tan rã, từ mũi đao chảy xuống một giọt nước màu vàng, rơi vào bên trong lò kim quỷ, ngũ sắc, càng về sau, tốc độ giọt nước hạ xuống càng nhanh hơn, tạo thành dòng chảy, nếu người nào có thể từ bên trong nhìn ra. Thân ở trong tiểu thiên địa đang lô ngửa đầu nhìn lên, dòng nước này sẽ giống như là một thác nước màu vàng đi vào nhân gian. Kim chủ về phổi Mà người muốn dưỡng phổi, tu đạo, sớm đã tìm ra một cái quy luật, khí hải, thiên trung và phế du, ba huyệt này đều cực kỳ quan trọng. Lúc Trần Bình An hô hấp, như vô tình lại như cố tình vận chuyển theo phương thức 18 đình kiếm khí, để khí cơ chạy qua ba tòa khí phủ này, ba tòa quan ải, nhất thời kiếm khí như cầu vồng, da thịt bên ngoài của Trần Bình An hơi phập phồng, như chiến trường nổi trống, đỉnh Đông Hoa Sơn không nghe thấy tiếng vang. Thực ra tiểu thiên địa trong thân thể, ba chỗ chiến trường tràn ngập sát ý lạnh lẽo của kiếm khí, tựa như ba tòa di tích chiến trường cổ xưa vẫn còn nhiều anh linh từng vị kiếm tiên không muốn ngủ yên. Luyện hóa hơn 30 món thiên tài địa bảo đều có thứ tự trước sau, nhất định phải cho vào lô đúng giờ không được chậm trễ, ngọn lửa đang lô lớn hay nhỏ còn phải khống chế chính xác, không được xảy ra sai sót. Mao Tiểu Đông giờ phút này là thánh nhân tọa trấn thư viện Nho Gia, có thể dùng bí pháp thuần chính lên tiếng nhắc nhở mà không cần lo lắng Trần Bình An phân tâm dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là Trần Bình An không cho ông ta cơ hội này. Trần Bình An trước sau đều tập trung tinh thần, tâm lặng như nước, lấy đạo quyết tiên nhân luyện vật để luyện hóa từng món thiên tài địa bảo, dùng thủy phủ tiếp nối linh khí và chân khí thuần túy lần lượt sinh ra, thật cẩn thận khống chế ngọn lửa đang lô, lấy 18 đình kiếm khí làm lớn mạnh thanh thế cho ba tòa quan ải, chiến trường, khí phủ. Bởi vì luyện hóa văn đảng màu vàng này liên quan đến nho gia tu hành, so với luyện khí sĩ bình thường luyện hóa vật bản mạng thì còn có thêm một phiền phức ngập trời, chính là cần yên lặng tụng niệm một ít văn tự liên quan ngũ hành, ví dụ như văn chương, thơ thánh hiền có những chữ Tây, Thu hơn phân nửa là Trần Bình An tự mình tuyển chọn từ trên thẻ trúc, gần một nửa còn lại là Mao Tiểu Đông đề nghị khi ngồi ở thư phòng. Cửa ải này, trong quá trình tu hành của Nho Gia được gọi là lấy lời tâm huyết, bái phỏng thỉnh giáo thánh hiền. Mao Tiểu Đông thật ra tương đối lo lắng về cửa ải này. Trên thực tế trước đó lần đầu đi tới văn miếu kinh thành đại tùy, chẳng những cần phải lấy ra những vật quý giá của thư viện Sơn Nhai, còn phải mượn nhiều lễ khí, đồ dùng cúng tế hơn, vì mau tiểu đông sợ Trần Bình An luyện vật sẽ bị sơ xuất ở chỗ này, dù sao Trần Bình An chưa bao giờ tiếp xúc pháp môn tu hành của Thư viện Nho Gia. Hơn nữa lại không có đường tắt để đi, chỉ có thể dùng thật nhiều món đồ chứa đựng văn vận nồng đậm của văn miếu để bù lại, mạnh mẽ vượt qua ải khó. Nhưng mà cũng may, Trần Bình An làm tốt hơn ông ta tưởng nhiều. Điều này có nghĩa là khi Trần Bình An đọc sách, đã thật sự nắm được ý nghĩa của nó, người đọc sách học đạo lý trên sách, hai bên tán thành lẫn nhau, vì thế trở thành gốc rễ cho Trần Bình An lập thân. Tựa như trên đường Mao Tiểu Đông dẫn theo Trần Bình An đi văn miếu, thuận miệng nói chuyện, chữ viết trên sách không có chân, không thể chạy vào bụng, bay vào nội tâm người nghe người đọc, cần dựa vào chính mình khai phá, đọc nát vạn quyển sách. Xác thực đạo lý nho gia rất nhiều chủng loại, nhưng cho tới bây giờ không phải nhà giam câu thúc người ta, mà là một cái khung để người ta không làm chuyện trái đạo nghĩa. Mao Tiểu Đông cảm khái không thôi. Tòa văn miếu chính tông ở trung thổ thần châu kia, có một học vấn đường bí mật không cho ai biết, toàn bộ là thánh hiền nho gia lưu lại cho thiên hạ, từng án văn chương được thiên địa tán thành nhất, mỗi câu đều ẩn chứa đạo lý vàng ngọc. Chữ có lớn có nhỏ, kim quang có đậm có nhạt. Cách mặt đất gần nhất thường sẽ là chữ viết màu vàng, sau đó chữ càng lúc càng lớn hơn, phát ra ánh sáng càng thêm thuần túy. Từng có rất nhiều thủy tổ khai sơn của chư tử Bách gia hoặc là một ít nhân tài mới xuất hiện nổi danh thiên hạ từng tới nơi đây bọn họ được tùy ý thi triển thần thông một số người thực sự tài năng đã có thể làm được những án văn chương một chữ nặng ngàn cân khí thế hùng vĩ như năm ngọn núi ngũ nhạc ở trung thổ đủ để lưu lại trăm đời bọn họ có thể lay động thậm chí đẩy rất nhiều chữ ở đây đến chỗ khác nhưng mà đến nay vẫn không một người nào có thể di chuyển những chữ viết màu vàng to lớn trên mặt đất chút nào bởi vì đó chính là chí thánh tiên sư cùng với căn bản học vấn của lễ thánh. Nhưng dù vậy, một ít chữ viết lơ lửng ở chỗ hơi cao trong học vấn đường của chí thánh tiên sư cũng sẽ trở nên ánh sáng ảm đạm, rồi tự mình tiêu tán. Trong bí sử văn miếu, lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy, thánh nhân học cung chấn động, kinh hải không thôi. Ngay cả một vị phó giáo chủ nho gia tọa trấn văn miếu lúc ấy cũng phải tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo, rồi đi tới phía dưới tượng thần chí thánh tiên sư và lễ thánh, đốt hương bái lễ cả hai chỉ là hai vị thánh nhân vẫn chưa từng lộ diện chính là lúc đó người đọc sách được văn mạch nho gia tôn kính là á thánh đã nói một câu trên đời này không có học vấn mãi mãi không thay đổi trên đời này không có văn chương thập toàn thập mỹ không đáng ngạc nhiên nếu không còn cần người đời sau như chúng ta đọc sách nghiên cứu học vấn làm gì văn miếu bởi vậy mà lòng người đại định mao tiểu đông thu hồi suy nghĩ nhìn về phía người trẻ tuổi ngồi đối diện mình bề ngoài xuất trần tuấn giật tựa như ngọc quý hiếm thấy không dính khói lửa nhân gian khí chất thì giống như mặt trăng sáng giữa đêm đen bị thất lạc nơi nhân gian mà nguyệt cung thần nhân quên thu hồi về lại thiên đình vô số mảnh vỡ sáng chói tinh quang có tiểu sư đệ như vậy thân là sư huynh cũng cảm thấy hãnh diện thay cái này không quan hệ với xuất thân sang giàu hay nghèo khó tu vi cao hay thấp sư phụ của mao tiểu đông là văn thánh sư huynh có tề tỉnh xuân tả hữu cũng sớm quen biết a lương còn được lễ ký học cung xem trọng, thậm chí từng được thỉnh giáo người đọc sách từng dùng một kiếm mở ra tiểu động thiên hoàng hà ở trung thổ. Ông ta từng có rất nhiều đại cơ duyên, đi qua rất nhiều con đường học đạo, quen biết vô số cao nhân ẩn sĩ, thậm chí còn từng uống rượu vô số lần với lão tổ nông gia, thưởng thức khung cảnh vạn dặm núi sông. Nhưng Mao Tiểu Đông vẫn cảm thấy mình không bằng Trần Bình An. Bởi vì Mao Tiểu Đông đã bỏ lỡ rất nhiều điều, không thể nắm giữ trong lúc vô tình thôi đông sơn đã từng kể về một đoạn mưu trí của trần bình an trong giai đoạn hung hiểm nhất sau khi rời khỏi ly châu động thiên không phải cái gì chém chém giết giết mà là a lương tìm được hắn rồi cái này nhìn như một bài kiểm tra chỉ có phúc duyên mà không có nguy hiểm nếu nội tâm của trần bình an có chút rung động thì kết cục sẽ trở nên giống với triệu diêu có khả năng trong tương lai sẽ lại giống như triệu diêu có cơ duyên khác cho riêng mình nhưng trần bình an nhất định sẽ bỏ qua a lương bỏ qua tề tỉnh xuân bỏ qua tề tỉnh xuân sẽ khiến hắn mất cơ duyên lớn nhất bỏ qua lão tú tài cuối cùng bỏ qua cô gái trong lòng mình một bước sai từng bước sai thua cả ván cờ mao tiểu đông lúc ấy không thể không hỏi vậy trần bình an dựa vào cái gì mà mạo hiểm đi qua thôi đông sơn lúc ấy đưa ra một đáp án thực không đứng đắn tiên sinh nhà ta biết mình ngốc đương nhiên cũng có phần may mắn mao tiểu đông còn muốn hỏi kỹ càng cụ thể chỉ là thôi đông sơn không muốn nói tiếp đến cuối cùng Mao Tiểu Đông đưa lễ khí đồ dùng cúng tế từ văn miếu kinh thành tới, từ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đã trở thành chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng đương nhiên Mao Tiểu Đông càng thêm vui vẻ với chuyện này. Điều này có nghĩa văn đảm màu vàng kia luyện chế thành vật phẩm bản mạng sẽ càng cao cấp hơn. Đương nhiên sẽ kém hơn thủy tự ấn, nhưng mà trên đời này phải đi đâu để tìm một con dấu khác được tề tỉnh xuân lấy chính tinh thần khí của mình mà tạo thành. Đây là điều Mao Tiểu Đông cũng phải cảm thấy tiếc hận thay cho Trần Bình An, khi đã phá hủy sơn tự ấn ở bên giao long câu nếu không thì đã xây dựng nên đại vận mệnh sơn thủy hữu tình như vậy chẳng phải sau khi thành công có được hai món vật bản mạng vật một hơi đột phá vách ngăn hai tầng cảnh giới trở thành luyện khí sĩ nhị cảnh đỉnh phong đơn giản vô cùng tam cảnh đỉnh phong là chuyện ván đã đóng thuyền cho dù ba món vật phẩm bản mạng có kém cỏi chỉ cần góp đủ vật phẩm ngũ hành tất nhiên sẽ đột phá cửa ải lớn đầu tiên của luyện khí sĩ đi thẳng tới ngũ cảnh nhưng mao tiểu đông cũng hiểu rõ mang theo sơn tự ấn của tề tỉnh xuân đi tới đảo huyền sơn vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn cái này nhìn như lựa chọn lấy hay bỏ bình thường thật ra là đạo lý trần bình an ngộ ra từ quyền pháp luyện kiếm cùng đọc sách nội tại của nó nằm trong học vấn căn bản liên quan tới việc này kỳ thật thôi đông sơn có nghiên cứu sâu nhất phân chia giữa thần và người chỗ sâu trong hồn phách vì người vì mình Thôi Đông Sơn và Thôi Sàm đã đi cực xa trên con đường nhỏ bé và cô đơn này, nói không chừng còn là người đi xa nhất thế gian. Có lời đồng năm đó trước khi Thôi Sàm quyết định mưu phản văn thánh nhất mạch, thì đã từng đi học vấn đường ở văn miếu trung thổ, ở bên kia không nói một lời, nhìn chữ viết màu vàng trên đất ước chừng ba ngày ba đêm, chỉ nhìn chỗ ở dưới cùng, chỗ cao hơn thì không đọc một lần nào. Mao Tiểu Đông hơi thở dài một tiếng. Mặc kệ như thế nào, có thể thuận lợi luyện hóa văn đảm màu vàng này thành vật bản mạng đã là một cơ duyên cực kỳ không tầm thường. Không thể chuyện gì cũng mong muốn hoàn mỹ, như vậy là tự làm khổ mình. Không còn nghĩ linh tinh, Mao Tiểu Đông đưa văn vận trong từng món lễ khí đồ dùng cúng tế vào trong đan lô, tư thế thuần thục và tinh tế vô cùng. Lúc này mới có phong cảnh tuyệt mỹ cả đỉnh núi chìm trong tầm ánh sáng màu vàng trong mắt Thạch Nhu tạ tạ. Sương khói ngũ sắc tràn ngập đan lô chợt yên lặng, mây khói tan hết văn đảm màu vàng im lặng nằm ở dưới đáy lò kim quỷ ngũ sắc hóa thành chất lỏng màu vàng sau đó chậm rãi biến hóa thành một người đọc sách mặt nho sam đeo kiếm thân chỉ cao chừng ngón tay toàn thân vàng ống người này nhảy một cái đi tới đỉnh chấp đan lô nhìn về phía trần bình an chỉ là khuôn mặt mơ hồ không có định hình rõ ràng đại khái giống như bề ngoài của trần bình an ngoại trừ có thêm một cây trường kiếm bên hông còn có mấy quyển sách nhỏ màu vàng Người tí hon mặt nho sam màu vàng này vậy mà lại nói chuyện bằng giọng điệu ông cụ non, phải đọc nhiều sách hơn. Hơn nữa, là chính người nói, biết sai có thể cải thiện rất nhiều. Trần Bình An đang đổ mồ hôi đầm đìa lau đi mồ hôi trên trán, gật đầu cười nói, cùng nỗ lực. Tiểu nho sĩ màu vàng hóa thành một chiếc cầu vồng, bay nhanh về phía phế phủ khiếu huyệt của Trần Bình An, ngồi xếp bằng, cầm lấy quyển sách treo bên hông, bắt đầu lật xem. Ngoài ra còn có một văn đảm màu vàng lơ lửng trong động phủ, thật ra là cùng một thể với người tí hon màu vàng mang kiếm và treo sách bên hông. Mao Tiểu Đông ngẩn người, sau đó bắt đầu nhíu mày. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, có chuyện gì bất thường sao? Mao Tiểu Đông lộ vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, luyện hóa văn đảm màu vàng làm bảo vật bản mạng, ngưng thần thành văn sĩ nho sam, ta cảm thấy không tính là quá mức kỳ quái, nhưng vì sao nó lại nói câu kia? Trần Bình An nghiêm túc cân nhắc một lát, nói từ sau khi ta biết chữ và đọc sách vẫn luôn sợ hãi đạo lý mình tổng kết ra được là sai cho nên mặc kệ là năm đó đối mặt tiểu đồng áo xanh hay là bùi tiền hoặc hai vấn đề thôi đông sơn hỏi ta ta đều rất sợ đạo lý ta cho rằng đúng thực ra đối với người khác là sai ít nhất cũng là không đủ toàn diện lộ vẻ thô thiển cho nên lo lắng sẽ dạy hư đệ tử mao tiểu đông thoải mái ngược lại cười nói vui mừng chuyện này ngươi làm rất đúng Mao Tiểu Đông đứng lên, phất tay thu hồi thần thông thánh nhân trên đỉnh núi, nhưng mà Tiểu Thiên Địa Thư Viện vẫn còn đó, dặn dò rằng, cho ngươi thời gian một nén nhang, kế tiếp có thể lấy ra khối ngọc bài màu vàng, ngô thiện dưỡng hạo nhiên khí, hấp thu một ít văn vận còn thừa trong lễ khí đồ dùng cúng tế. Không cần lo lắng bản thân hút quá mạnh, trong lúc vô ý sẽ đánh cắp văn vận và linh khí đông hoa sơn, ta tự nhiên sẽ điều chỉnh. Sau đó, ngươi sẽ thành luyện khí sĩ nhị cảnh đường đường chính chính trần bình an vội vàng đứng dậy cảm tạ mao tiểu đông phất tay miệng oán tháng một câu thực không hiểu được tính cách khách khí này tiểu sư đệ ngươi học từ ai trần bình an vui đùa nói nói không chừng là lão tiên sinh văn thánh thì sao mao tiểu đông lập tức lộ ra bản mặt nghiêm túc tiên sinh khổ tâm suy nghĩ cho ngươi ngươi phải lĩnh hội cho tốt trần bình an lúng túng nói ta chỉ là nói giỡn mà thôi mao tiểu đông khiển trách tiên sinh truyền đạo bằng lời nói từng chữ là khuôn vàng thước ngọc thân là vãn bối sao có thể qua loa hát có thể coi là trò đùa trần bình an chỉ đành gật đầu mao tiểu đông xoay người ra chỗ khác khuôn mặt lộ ra ý cười nào có vẻ tức giận gì tiểu sư đệ ngươi còn non lắm quan âm trường hà trên đỉnh núi chậm rãi đảo lưu tiết trời đang thu lui về quang cảnh giữa hè lá rụng quay về nhánh cây màu khô vàng chuyển thành màu xanh đậm sau khi mao tiểu đông rời khỏi trần bình an lấy ra ngọc bài màu vàng nắm trong lòng bàn tay, bắt đầu hấp thu văn vận còn sót lại chưa bị đang lô luyện hóa trên đỉnh Đông Hoa Sơn. Một khe nước nho nhỏ lớn chừng ngón cái quanh quẩn xung quanh ngọc bài, sau đó chậm rãi chảy vào ngọc bài. Sau đó lại từ ngọc bài chui vào bàn tay Trần Bình An, đi tới khí phủ của người tí hon màu vàng mặt nho sam. Trong quá trình này, nó đã thấm vào thân thể Trần Bình An. Lúc nước suối văn vận màu vàng ùa vào khí phủ, người tí hon mặt nho sam lập tức không đọc sách nữa, miệng cười toe toét, vui sướng đến mức khoa chân múa tay. Đây đại khái là tâm tính trẻ con của Trần Bình An trong những năm sống trên đời, nhưng cực ít khi có cơ hội lộ ra ngoài. Người tí hon màu vàng nhìn thấy suối nước dừng lại tại động phủ, liền lội nước mà đi, đi đến cửa lớn động phủ hô to một tiếng, chỉ thấy một con hỏa long do chân khí thuần túy hóa thành bay vút tới. Người tí hon nhảy lên một cái, ngồi ở bên trên đầu rồng, hú lên một tiếng, dùng sức lắc lư hai chân, Cửi rồng tuần tra khắp tiểu thiên địa trong cơ thể này. Trần Bình An dùng pháp nội thì thấy được một màn này, có chút xấu hổ. Tại sao mình lại trẻ trâu như vậy? Có vẻ cũng không khác cố sáng và tiểu đồng áo xanh bao nhiêu. Thật ra Mao Tiểu Đông luôn yên lặng quan sát bên này. Cuối cùng Trần Bình An dùng ngọc bài hấp thu văn vận của văn miếu đại tùy, không thừa lại chút nào. Mà cho dù chuyện luyện hóa vật bản mạng sẽ hầu như hao hết linh khí tòa thủy phủ tích tụ, hôm nay lại là luyện khí sĩ hàng thật giá thật, nhưng đừng nói văn vận đông hoa sơn, mà là linh khí tương đối đáng tiền trên đỉnh, cho dù đã được sư huynh mở miệng, hắn vẫn không lấy chút nào. Tận đến giờ phút này Mao Tiểu Đông mới cảm thấy mình đại khái đã hiểu được trên quãng đường tâm lộ kia, vì sao Trần Bình An có thể vượt qua hiểm cảnh. Tự khắc chế chính mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Như vậy gần như là cổ hủ cứng nhắc, thân là người tu hành lại không hiểu quy tắc theo đuổi tối đa hóa lợi ích sẽ khiến những kẻ thông minh trên thế gian có lý do châm chọc cười nhạo. Cho nên đạo lý mà Trần Bình An tự tổng kết ra sẽ khiến người không giảng đạo lý đặc biệt chán ghét. Trong lòng Mao Tiểu Đông bỗng nhiên chấn động. Khối đá lớn đặt trên tâm cảnh từng hầu như chặn lại con đường tiến lên ngũ cảnh của Mao Tiểu Đông tựa như bắt đầu có chút buông lỏng. Đạo lý chẳng phân biệt văn mạch. Mao Tiểu Đông kính trọng tiên sinh, lập chí cuộc đời này chỉ đi theo một mình tiên sinh nhưng cũng không cần câu nệ theo thiên kiến bè phái vì hương khói văn vận của thư viện mà cố ý bài xích học vấn lễ thánh nhất mạch thế gian có những đạo lý tương thông hỗ trợ lẫn nhau mao tiểu đông đang nghe truyện trên tv audio cv ngồi trong thư phòng nhẹ nhàng lấy thước đặt ở trên bàn học bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tích lũy cái gốc hùng hậu một khi khai ngộ thiên địa đổi vận long trời lỡ đất thôi đông sơn ở hàng lang bên kia tiểu viện ngồi dậy kinh ngạc nói Rốt cục Mao Tiểu Đông đã phá vỡ bình cảnh, chuẩn bị hợp đạo rồi. Thôi Đông Sơn ngã về phía sau, tay chân của lộn xộn, tựa như một con rùa đen bị người ta lật cho nằm ngửa ra. Hắn dùng sức hét lên, tại sao ta vẫn là nguyên anh cùi bắp, về sau sống kiểu gì đây, ta không còn mặt mũi gặp tiên sinh, ai tới đánh chết ta đi được không? Phong Vĩ Độ. Ba lão nhân sống vai mà đi. Nhìn tuổi tác không khác nhau bao nhiêu, thực ra khoảng cách rất lớn lão nhân sinh trưởng ở đây ngày trước đi hay quay về cũng không muốn hiện thân thật sự là phiền chán thế tục vướng víu chỉ là lần này có một lão già nói ngươi cũng đâu phải chuột chạy qua đường người nào nhìn thấy cũng muốn đánh giấu đầu giấu đuôi như vậy để làm gì vì thế ba người liền nghênh ngang xuất hiện ở ngã tư đường phong vĩ độ như vậy ông lão tên là lưu lão thành đã nhận thấy được một vài ánh mắt khiếp sợ chỉ là làm bộ không nhìn thấy trong lòng cười khổ không thôi yên lặng dẫn theo hai người bên cạnh đi tới ngõ nhỏ vào tổ trạch. Lưu Lão Thành thầm nghĩ rằng nếu các ngươi biết thân phận hai người này, đoán chừng các ngươi sẽ bị dọa sợ vỡ gan. Trừ Lưu Lão Thành hắn vốn có quê gốc ở ngay phong vĩ độ nằm tại chỗ giao thoa biên giới của ba nước Thanh Loan, Khánh Sơn, Vân Tiêu, cuối cùng trở thành người duy nhất của Bảo Bình Châu đến nay còn ở nhân thế, là Sơn Trạch giả tu chen thân thượng ngũ cảnh. Hai vị còn lại, một người là lão ban chủ thần quyền vô địch bang, cao miệng hắn từng vì nghĩa khí giang hồ mà hai lần từ ngọc phát cảnh quay về nguyên anh cảnh là tu sĩ nổi tiếng ở bảo bình châu hắn và lưu lão thành là bạn tốt tâm đầu ý hợp với nhau cho nên lần này lưu lão thành vì muốn đi tranh đoạt mảnh vỡ lưu ly kim thân còn sót lại của đỗ mậu sau khi phi thăng thất bại mà cố tình gọi cao miệng tới cao miệng dáng người thấp bé mặc áo sợi đây nhìn rất hung hãn giống như phường lưu manh trộm cướp so với lưu lão thành lại càng giống như một tên cướp chuẩn bị vào nhà người ta giết người cướp của về phần ông lão cuối cùng mặt trường bào kia đoán chừng nếu không có lưu lão thành và cao miệng giúp đỡ chứng minh để chính hắn hô rác cổ họng danh hiệu của mình thì tuyệt đối sẽ không có người nào tin tưởng họ tuân tên uyên lão tông chủ ngọc khuê tông người đệ nhất tiên nhân cảnh của đồng diệp châu gia chủ khương thượng chân nhà họ khương tại vân quật phúc địa một tu sĩ coi trời bằng vung như hắn nhìn thấy tông chủ tuân nguyên cũng phải cục đuôi lại. Chuẩn xác mà nói thì phải gọi là thần tiên ngọc phát cảnh. Đến cuối ngõ nhỏ tàn long ngọa hổ kia, cao miệng liền gào to hỏi, lưu lão nhân, bao giờ tiểu tử khương quẩn kia đến ban phái chúng ta làm cung phụng? Bề ngoài anh Tuấn như vậy, ta nghĩ chắc chắn có thể lừa được không ít tiên tử đến đỉnh núi của ta làm khách. Lưu lão thành bất đắc dĩ nói, bắt đệ tử của ta chạy tới thần quyền bang chỉ để giúp ngươi được ngắm tiên tử các nơi. Loại chuyện vớ vẩn này sao ta có thể mở miệng với Khương Quẩn? Hay là ngươi cho ta mượn cái mặt trơ trẽn không biết xấu hổ của ngươi dùng một lát nhé? Cao miệng đi nhanh qua cửa, ngươi bây giờ còn giả bộ cái rắm, năm đó chúng ta cùng nhau xông xáo giang hồ, ngươi học thành bàn môn bí thuật gì? Không chỉ trộm pháp bảo, còn trộm của bao nhiêu tiên tử? Lưu lão thành lập tức che miệng cao miệng, thẹn quá thành giận nói, ai không có thời trẻ phong lưu hoang đường, có cần phải nói vậy không, người không sợ tuân lão tiền bối mất lòng sao? Tuân Nguyên cười tủng tiễn nói, không sao không sao. Cao miệng ngồi ở trong viện, vung mạnh tay lên, lưu lão nhân, đi mua vài hũ tiên nhân những đi, hũ trong nhà chắc chắn đã bị Khương Uẩn uống hết rồi, không cần nghĩ tới nó. Lưu lão thành cáo từ Tuân Nguyên một tiếng, rời khỏi sân đi mua rượu. Tới lúc trở về, kết quả lại nhìn thấy hai vị này đang thưởng thức chiếc thủy hoa kính nguyệt từng khiến nhiều ngọn núi nhỏ tìm được đường làm giàu là một bức họa cuộn tròn cao miệng đã chuẩn bị một đống lớn tiền thần tiên ở trên mặt bàn trước mặt lão tiên nhân tuân nguyên còn nhiều hơn lưu lão thành thật sự là không có hứng thú với chuyện này nhưng vẫn đưa cho tuân nguyên một bình rượu thủy tĩnh tiên nhân nhưỡng khách khí nói một câu lão tiền bối thật là có nhã hứng tuân nguyên cười gật đầu trên bức họa cuộn tròn có một tiên tử đang dân hương vẽ tranh, thân hình yểu điệu thức tha, còn cố ý chọn một bộ quần áo hơi bó sát. Bởi vì góc độ hình ảnh bức họa cuộn tròn có thể thay đổi tùy theo ý người dùng, cho nên tư thế ngồi của tiên tử kia, ngay cả độ lớn của cái ghế cũng rất được chú ý, dáng người đẩy đà và đường cong được mô tả vô cùng đẹp đẽ. Cao miệng liếc mắt nhìn tuân viên đang ngồi nghiêm chỉnh, cười một tiếng, đưa tay xoay tròn bức họa, lập tức cảnh tượng thay đổi, hai ngón tay lại khẽ nhúc nhích, cô gái trong bức họa bỗng nhiên lớn hơn vài phần, cảnh tượng núi non xung quanh thì biến mất không thấy đâu nữa. Cao miệng không quên cười khẩy nói, ra vẻ nghiêm chỉnh làm cái gì. Tuân Nguyên thẹn đỏ mặt mà cười, tựa như không dám cãi lại. Lưu lão thành tự uống rượu, rất bất đắc dĩ. Nghe nói bọn họ là người trong đồng đạo, ngay từ đầu vốn là không đánh thì không quen biết, bọn họ thường đến những nơi trăng hoa của Bảo Bình Châu, cao miệng tên hiệu là Ngọc Diện Tiểu Lan Quân, biệt hiệu Võ Thập Cảnh, cùng với lão ban chủ vô địch thần quyền bang, người cũng như tên hiệu, tính tình nóng nảy. Thích thường xuyên mắng chửi người khác, mắng những tiên tử thích làm ra vẻ với người nghèo, gặp người giàu có lại công khai liếc mắt đưa tình, hoàn toàn lạnh nhạt những quần chúng còn lại. Mà tuân nguyên tự hiệu là nhất xích thương, vẫn luôn yên lặng nện xuống tiền thần tiên, thấy không thích cũng sẽ không nói gì. Chỉ là hai người đập càng nhiều tiền, danh tiếng càng lúc càng lớn, cuối cùng xảy ra tranh chấp trong chuyện thần cáo tông hạ tiểu lương và chính dương sơn tô giá đến cùng ai mới là đệ nhất tiên tử bảo bình châu hai người ra tay đánh nhau mỗi người một câu mỗi lần một đồng tiền tiểu thử đập xuống một đống lớn làm cho người ta nhìn mà than thở trong lúc nhất thời đều suy đoán hai vị này đến cùng là lão tổ tông trong tông môn nào ra tay dứt khoát như thế tiêu tiền tiểu thử như rác rưởi lại chưa từng bị đồn đãi tin đồng xấu gì với các tiên tử rất nhiều nữ tu sĩ trên núi nhỏ, vì giúp sư môn thu hút làm ăn, không tiếc hoặc bị ép để những luyện khí sĩ am hiểu pháp bàn môn sờ xương nắng cốt để thay đổi tướng mạo và dáng người bẩm sinh, về phần vì thế có gây ảnh hưởng vận mệnh, làm hỏng chuyện tu hành đại đạo không thì mặc kệ, thật sự là bất chấp. Tùy ý cho những tu sĩ kia động dao kéo ở trên mặt. Lần đó Ngọc Diện Tiểu Lan Quân và Nhất Xích Thương ngẫu nhiên gặp mặt, lúc ấy rất nhiều quần chúng có ánh mắt sắc bén đã phát hiện một tiên tử đến từ phái tu tiên hạng ba đã có sự thay đổi rất lớn trên khuôn mặt, trong lúc nhất thời tiếng trào phúng chanh chua nổi lên bốn phía. Lời nghị luận kéo dài không dứt. Vị tiên tử kia xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng cũng không dám cãi lại nửa câu, nàng chỉ biết xin lỗi và xin lỗi. Kể từ đó, tiếng châm chọc chửi rủa càng nhiều, không kiên nể gì. Không ngờ Ngọc Diện Tiểu Lan Quân đột nhiên đập tiền, mở miệng nói chuyện, bên vực lẽ phải, mắng to quần chúng, nhất xích thương đuổi theo phía sau, hai đối thủ một mất một còn lại phá lệ trở thành cùng chung mối thù. Cuối cùng tiểu lan quân bỏ ra tiền thần tiên xong, liền tiếp tục mắng, kiếm tiền không dễ, tu hành không dễ, tiểu cô nương người ta có tranh đấu đại đạo với các ngươi, hay là chém giết cả nhà các ngươi. Tại sao cứ phải cắn chặt không buông tha như vậy? Các ngươi đúng là một đám khốn kiếp, không xứng đáng được cha mẹ sinh ra trên đời, nếu ta đây có đại thần thông, thì đã đi dọc dòng sông thời gian, vào thời điểm cha mẹ các ngươi đánh nhau trên giường sẽ một chưởng đập nát giường. Cuối cùng Tiểu Lan Quân nói với Nhất Xích Thương rằng, ngươi còn coi như biết làm người, chỉ là ánh mắt kém một chút, thế mà thích hạ Tiểu Lương, vừa nhìn đã biết tu hành không có tiền đồ. Từ đó về sau, Nhất Xích Thương trở thành người hầu của Ngọc Diện Tiểu Lan Quân, chỉ cần ở cùng nhau, Nhất Xích Thương nhiều lần làm chân chó cho ông. Trước khi cao miệng cùng Tuân Nguyên đập tiền, đã có người bắt đầu dùng ngôn ngữ đùa dẫn vị tiên tử kia, hoa trong gương, trăng trong nước, dù sao quần chúng nói chuyện cũng không biết cụ thể là ai mở miệng, thường xuyên không kiên nể gì, tiếp tục theo thói quen, sẽ thường xuyên có người trong lúc thưởng thức bức họa cuộn tròn, bát nước. Trong tay sẽ có mấy bộ sách diễn tình thịnh hành nhân gian. Đại khái là tai bay vạ gió, tỳ nữ đứng ở bên cạnh tiên tử cũng bị liên lụy. Tỳ nữ tên là Thạch Tư, là đệ tử ký danh mà ngọn núi này mới thu nhận không lâu, mỗi khi chủ nhân lộ diện, nàng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở trong bức họa cuộn tròn, không phải bưng trà đưa nước thì sẽ cầm hộ đồ, làm người hầu xử lý việc vặt. Thật ra thân thể của nàng còn đẹp hơn tiên tử kia, nhưng tu hành trên núi vẫn dựa vào thiên phú và cảnh giới để quyết định thân phận. Đối với điều này, Cao Miệng và Tuân Nguyên là người từng trải, tập mãi thành thói quen, chỉ cần không quá đáng sẽ không nói gì. Nhưng tỷ nữ tên là Thạch Tư kia, đại khái chưa quen với những lời khó nghe nhục nhã như vậy, nên cắn môi, khóc mắt thì ửng đỏ. Họa vô đơn chí, trên bức họa cuộn tròn, cao miệng vừa vặn nhìn thấy ở dưới bàn, có lẽ là tiên tử nổi nóng do thấy tỳ nữ phá hư phong cảnh, tiên tử nhanh chóng dùng một cước dẫm lên chân của tỳ nữ bên cạnh. Cao miệng vốn định bắt đầu đập xuống tiền thần tiên, nhìn thấy một màn như vậy, liền đổi sang tiền tuyết hoa. Cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, cao miệng hừ lạnh nói, lại là loại đàn bà này, trong đầu không có chút lễ nghĩa của người trí thức. Tuân Nguyên mỉm cười. Cao miệng cảm thấy có chút mất hứng, chỉ uống rượu. Lưu Lão Thành nhắc nhở, Lão Cao, ngươi kiềm chế một chút, không uống rượu, ngươi là người Bảo Bình Châu, uống rượu vào, toàn bộ Bảo Bình Châu đều là của ngươi. Đây là tổ trạch nhà ta, không chịu nổi cơn say của ngươi. Cao miệng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hỏi, Tiểu Phi Thăng, ngươi cảm thấy cái tên vô địch thần quyền bang này như thế nào? Tầm mắt Tuân Nguyên nhìn chầm chầm vào bức họa cuộn tròn, không chút do dự nói, mạnh, vô địch, khí phách, ở Bảo Bình Châu có thể nói là hạt trong bầy gà, độc nhất không có cái thứ hai. Cao miệng gật gật đầu, coi như ngươi thức thời, biết nói lời thật lòng với ta. Lưu lão thành muốn nhịn nhưng vẫn không nhịn được, nói với Tuân Nguyên, Tuân lão tiền bối, ngươi làm sao vậy, chuyện khác để cho lão thất phu này tùy hứng thì cũng thôi đi, hắn đặt tên ban rắm thối như vậy, làm hại đệ tử Sơn Môn không tài nào ngóc đầu lên được, nếu tuân lão tiền bối còn khen ngợi trái lương tâm như vậy lưu lão thành ta thực không thể nhịn được lưu lão thành thân là tu sĩ nơi hoang dã phong vĩ độ số một bảo bình châu tự khai mở đường máu tới đại tu sĩ ngọc phát cảnh dù bản thân có điểm xuất phát cực thấp tự nhiên đã gặp vô số chuyện kỳ lạ cổ quái nhưng mối quan hệ của tuân uyên và cao miệng một lãnh tụ tiên sư tiên nhân cảnh của đồng diệp châu một lão tổ bảo bình châu đã ngã xuống nguyên anh cảnh nếu nói vừa gặp như đã quen từ lâu là ngưu tầm ngưu mã tầm mã cuối cùng không để ý tới sự hơn kém cảnh giới lẫn nội tình cách xa giữa hai tông môn lưu lão thành miễn cưỡng có thể hiểu được nhưng mà tuân nguyên ngươi cần gì phải khen tặng tung hô tài văn chương dốt nát của cao miệng như vậy ban đầu lưu lão thành còn sợ tuân nguyên có mưu đồ gì đó nhưng tuân nguyên không tiếc rằng co cùng thiên quân kỳ chân của đạo gia cùng với tiểu phi thăng đi tới chân trời thương nghị với thánh nhân tọa trấn về quyền sở hữu của mảnh vỡ động thiên hơn nữa từ nay về sau ba người rảnh rỗi không có gì làm, dắt tay nhau du lịch. Cho dù là cẩn thận chặt chẽ như Lưu lão Thành, cũng không thể không thừa nhận, Tuân Nguyên đang nịnh nọt Cao Miệng, còn Cao Miệng thì đối xử với Tuân Nguyên như người hầu. Hai người thế mà đều thật lòng. Tuân Nguyên mỉm cười với Lưu lão Thành, ta thật lòng cảm thấy cái tên vô địch thần quyền ban này đặc biệt hay. Lưu lão Thành thở dài một tiếng, ông quyền cười khổ nói, bội phục. Cao Miệng mở miệng lưu lão thành ở điểm khác ngươi đều giỏi hơn tiểu phi thăng duy chỉ có mặt thẩm mỹ là ngươi kém xa tiểu phi thăng tuân nguyên vỗ đầu gối đúng vậy đúng vậy tiểu lan quân nói những lời này làm cho ta như được khai ngộ vốn ta còn không rõ vì sao trên đường tu hành ta luôn cô đơn như thế tiểu lan quân hôm nay dùng một câu mà nói toạc ra ý trời đây chính là vì con mắt thẩm mỹ làm cho ta ở trên núi cao không khỏi rét vì cô đơn nếu không phải gặp được tiểu lan quân cao miệng vỗ cái bàn ngươi đang nói cái rắm gì vậy? Ở vô địch thần quyền bang, mấy lời này ta đã sớm nghe nhiều đến mức mòn lỗ tai rồi. Tuân Nguyên chỉ đành câm miệng. Hôm nay không còn hoa trong gương, trăng trong nước để xem, cao miệng liền cố ý bỏ đi thần thông luyện khí sĩ, uống một trận say bí tỉ rồi đi ngủ. Tuân Nguyên lúc này mới dám bỏ mấy đồng tiền tiểu thử vào bức họa cuộn tròn, mở miệng nói chuyện, nói nếu cô nương thạch tư kia về sau có thể xuất hiện một mình trong bức họa cuộn tròn, nhất xích thương hắn sẽ ủng hộ dài dài sau đó tuân nguyên liền thu lại tranh cuốn nhân gian quá nhiều chuyện vui buồn tuân nguyên không muốn giao thiệp với vòng xoáy thế tục lầy lội mọi chuyện thấy đủ là dừng lưu lão thành do dự thật lâu mới hỏi rằng tuân lão tiền bối lưu lão thành ta là bằng hữu của cao miệng muốn mạo muội hỏi một câu lão tiền bối thân là tông chủ ngọc khuê tông thật sự không có mưu đồ gì đối với cao miệng sao tuân nguyên lắc đầu cười nói quả thật chưa từng có chỉ là ta muốn tới ghé thăm Bảo Bình Châu Thế nhưng chỉ có một người bằng hữu là cao miệng ở chỗ này mà thôi Không tìm hắn thì tìm ai Lưu Lão Thành gật gật đầu Tuân Nguyên tiếp tục nói Nhưng vẫn có một chút tư tâm Luyện khí sĩ muốn chen chân thượng ngũ cảnh Thì cần hai chữ hợp đạo Mượn cái này đánh vỡ tâm ma đạo cao một thước ma cao một trượng Nói như thế nào đây Cái này tương đương với mượn đồ của ông trời Cuối cùng sẽ đột phá tiên nhân cảnh Mà tiên nhân cảnh muốn càng tiến thêm một bước đơn giản là tu đạo cầu chân, chân ở đây mang ý nghĩa đơn giản là chân thực, tất cả ảo diệu đều nằm tại một chữ này. Lưu Lão Thành đứng lên, cung kính nói, đã thụ giáo. Tuân Nguyên lắc đầu cười nói, đây chỉ là mấy lời cũ rích, Lưu Lão Thành ngươi thiên phú trác tuyệt, thụ giáo cái gì? Ta có năng lực gì dạy ngươi? Lưu Lão Thành cười cười, ngồi trở lại vị trí, nếu không có cao miệng, chắc là cả đời này ta cũng không có cơ hội được ngồi uống rượu chung với Tuân Lão tiền bối. Tuân Nguyên gật đầu nói, bởi vì có lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn không phải người trong đồng đạo. Nhưng sau một hồi tiếp xúc, ta tán thành Lưu Lão Thành ngươi. Lưu Lão Thành đáp, vãn bối xin cảm ơn. Tuân Nguyên đột nhiên nói, ta tính trong tương lai trăm năm sẽ lập kế hoạch xây chi nhánh của Ngọc Khuê Tông ở Bảo Bình Châu, Khương Thượng Chân đảm nhận vị trí tông chủ đầu tiên, ngươi có muốn đảm nhiệm chức thủ tịch cung phụng không? Lưu Lão Thành khiếp sợ nói, cao miệng có biết việc này không? Tuân Nguyên lắc đầu nói, ta không nói với hắn, bởi vì ta coi hắn là bằng hữu, mà ta và Lưu Lão Thành ngươi thì không phải, cho nên chúng ta có thể bàn việc này. Lưu Lão Thành bắt đầu cân nhắc. Tuân Nguyên mỉm cười nói, trước khi ta rời khỏi phong vĩ độ thì ngươi trả lời một câu xác thực là được, yên tâm, ta sẽ không ép buộc, dù sao bản lĩnh của Lưu Lão Thành ngươi cũng không nhỏ. Lưu Lão Thành gật gật đầu, để ta suy xét một chút. Tuân Nguyên mặc dù là một vị tiên nhân thuật pháp thông thiên, cũng chưa chắc sẽ biết hành động nho nhỏ kia của hắn. Tỳ nữ trẻ tuổi tên là Thạch Tư kia, lúc Sơn Môn thông báo nàng có thể tự khai họa, hơn nữa còn được nhận một khoản tiền thần tiên, đầu tiên là nàng đứng bất động, cứng rắn chịu mấy chục cái tác, vô số câu mắng tiện tỳ của tiên tử kia, Thạch Tư chỉ là không nói một lời, sau khi tiên tử phát tiết lửa giận xong, xoay người rời đi. Đi rất xa rồi nàng mới dám lau vết máu nơi khóe miệng, về tới căn phòng nhỏ, nàng đóng cửa lại, ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy ra túi gấm, nắm trong lòng bàn tay, nàng dùng một tay bịt chặt miệng lại, âm thanh nứt nở chui ra khỏi khe cửa phòng. Ở Thanh Loan Quốc, lão thị lan liễu kính đình từ một vị lãnh tụ quần hùng, tông chủ nhã nhặn, đột nhiên lại mang tiếng xấu, trở thành trò cười cho thiên hạ. Đến cả những người buôn bán nhỏ cũng bắt đầu bàn luận say sưa ngon lành, tán gẫu về những chuyện hương diễm của phu tử. Sư tử viên đóng cửa từ chối tiếp khách, liễu kính đình thì không nói một lời với bên ngoài. Lý Bảo Châm đại công cáo thành, khiến cho những y quan xuôi nam mất đi một minh chủ văn đàn trên danh nghĩa, không thể không tìm người khác có thể làm mọi người tin phục, đủ sức ngưng tụ lòng người trong văn đàn thanh loan quốc. Chỉ là kết cục của liễu kính đình làm cho rất nhiều đại nho lâm sĩ đang rụt rịch phải lo sợ trong lòng. Các gia tộc giàu có nhiều thế lực di chuyển đến Thanh Loan quốc chỉ đành lui một bước, mong tìm ra một vị lãnh tụ từ trong nội bộ. Chỉ là kể từ đó, tình thế liền phức tạp, trong đó rất nhiều gia chủ đại tộc thanh danh to lớn thật ra không thua liễu kính đình, nhưng nếu mọi người đều là người từ bên ngoài đến, cùng là rồng sang sông. Ai thật sự muốn thấp hơn người khác một cái đầu? Ai không lo lắng người được đề cử ra sẽ mượn chuyện công làm việc riêng? Trong lúc nhất thời giới trí thức của Thanh Loan quốc đại loạn, người phía sau màn vốn đang muốn đẩy liễu kính đình lên làm con rối, thế tộc ngoại lai dùng để điều khiển hoàng đế đường thị Thanh Loan quốc cũng không được yên tĩnh. Hôm nay Lý Bảo Trâm đi tới huyện Nha bái phỏng Liễu Thanh Phong, hai người tản bộ trong hoàng hôn lý bảo châm cười nhạo đám sĩ tử kia như rắn mất đầu cuối cùng kết luận một câu tú tài tạo phản ba năm bất thành liễu thanh phong cười gật đầu trên mặt lý bảo châm cũng tràn ngập vui cười trong lòng thì lạnh như băng đêm đó sau khi liễu thanh phong rời đi lý bảo châm rất nhanh liền tiến hành tra xét lỗ hổng và bổ sung đối với cây bối lớn của liễu thanh phong khiến vụ mưu đồ hoàn thiện hơn rất nhiều lúc ấy trên công đường một đám ốc heo và vô dụng bội phục lý bảo châm không thôi khen tặng không dứt lời cũng là có vài phần thật lòng nhưng mà lý bảo châm lại thấy cả người phát lạnh bởi vì lý bảo châm cũng đủ thông minh hắn biết chỗ thiếu hụt nho nhỏ kia hoàn toàn là liễu thanh phong cố ý lưu cho hắn một chút canh cặn là cho hắn mượn cơ hội tạo uy tín đây là liễu thanh phong im lặng để lại một con đường lý bảo châm sắp rời khỏi không nhịn được liếc mắt nhìn đền thờ nha thự một cái thì thào cười nói, cũng may tu hành công môn, không thể tu ra đại đạo bất hủ gì. Nghĩ đến tư lại tạp dịch ngày trước vốn ngưỡng mộ, khâm phục liễu huyện lệnh từ đáy lòng, bây giờ một đám trở nên ánh mắt phức tạp, sinh lòng xa lánh, thậm chí có người còn không che giấu được sự thương hại. Lý Bảo Trâm liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên, bước chân nhẹ nhàng hơn vài phần, bước nhanh ra khỏi nha thự. Liễu Thanh Phong trở lại chỗ ở, cẩn thận lật xem rất nhiều hồ sơ, đột nhiên nhớ tới người ngoài cửa kia tên thật là vương nghị phủ của đại ly võ bí thư lan năm đó là mảnh tướng số một của vương triều lưu thị ở tận cùng phương bắc bảo bình châu giờ lại sắp trở thành huyện úy quản lý trị an một huyện bắt giữ trộm cướp nghĩ đến cảnh đại tài trụ cột triều đình đại ly làm huyện úy thanh loan quốc vị liễu huyện lệnh này bèn không nhịn được mở miệng cười hoàng đế cao thị đại tùy tham dự thiên tổ yến sứ thần đại ly là lễ bộ thị lan năm đó đến quận long tuyền nếu Trần Bình An nhìn thấy, chắc chắn liếc mắt một cái sẽ nhận ra được. Trong thịnh yến thấp nơi là tóc trắng xóa, ngồi ở hai bên trái phải Thị Lan Đại Ly là Tống Tập Tân và Hứa Nhược, đều dùng tên giả, trĩ khuê không lộ diện. Hứa Nhược vẫn ăn mặc kiểu hiệp khách như trước, kiếm buộc sau lưng. Chắc trừ thiếu niên tú hổ ra thì không người nào biết được Hứa Nhược đã làm được một chuyện lớn. Phạm Tiên Sinh ở đối diện thay mặt gia tộc Tống Thị nước Đại Ly ngỏ lời hứa hẹn với một trong những nhất mạch thương gia, nếu có thể nửa đường sát nhập vào bữa thịnh yến thao thiết đủ để thổi quét bản đồ một châu này, mặc kệ phát triển thế nào, trong vòng 30 năm gia tộc Tống Thị nước Đại Ly sẽ không can thiệp. Hứa nhược uống rượu, trong lòng không suy nghĩ về những đại thế đại sự này, mà đang cân nhắc làm cách nào để bồi dưỡng Đổng Thủy tỉnh mỗi ngày mua mì hoành thánh kia trở thành xa đao nhân thực sự. Tống Tập Tân nhìn Hoàng đế Cao Thị Đại Tùy, lại nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy trên dưới Đại Tùy lộ vẻ nặng nề u ám. Trĩ Khuê, hoặc là nói vương chu, một mình ở lại dịch quán vắng vẻ. Một vị đạo sĩ trung niên cao gầy thi triển thủ thuật che mắt, tướng mạo thay đổi không giống với ban đầu, dẫn theo hai gã tu sĩ chân võ sơn, lặng yên không một tiếng động đi vào trong dịch quán, tìm được trĩ khuê đang dựa vào lan can dưới mái hiên, nghe tiếng trung gió kêu vang. Người đạo sĩ trung niên thu hồi thuật pháp, lộ ra hình dáng, tiên khí lượng lờ, đầu đội nón đuôi cá, chỉ là đứng ở trong viện cũng thể hiện ra một loại cảm giác hòa hợp với đại đạo thiên địa bản thân như một tòa núi lớn sừng sững giữa đất trời trĩ khuê liếc mắt nhìn vị đạo quân thần cáo tông này một cái kỳ chân chủ của đạo thống bảo bình châu về phần tu sĩ đeo kiếm chân võ sơn thì không nhìn lấy một cái mà nàng lại chú ý thanh niên có con mèo đen đứng trên vai nhiều hơn không khác kẻ ngốc ở ngõ hạnh hoa trong trí nhớ bao nhiêu có vẻ thanh tú sắc mặt hắn hơi trắng nhìn cô nở nụ cười tràn ngập ấm áp cùng với dục vọng chiếm đoạt cháy bỏng ẩn giấu sâu trong ánh mắt trĩ khuê không thích người kia cho lắm cũng không phải là có thành kiến gì với hắn mà cô thực sự rất kết bà nội của mã khổ huyền giống như là tất cả tật xấu của phụ nữ chợ búa trên đời này đều đã bị bà già kia chiếm hết mỗi lần đi tới giếng thiết tỏa mút nước chỉ cần gặp bà già kia nhất định sẽ phải nghe vài câu châm chọc nếu lúc trước trĩ khuê không bị quy củ của ly châu động thiên kiềm chế cô sẽ có một trăm loại biện pháp làm bà già lưỡi dài này sống không bằng chết về sau dương lão đầu lên cơn khùng, lại tặng cho bà lão kia một cơ duyên, biến thành hà bà sông Long tu nơi trấn nhỏ, trĩ khuê đành phải tiếp tục chờ đợi thời cơ, một ngày nào đó. Cô sẽ làm cho bà lão vốn tên là Mã Lan Hoa kia nếm thử hương vị địa ngục giữa Trần gian. Về phần lúc đó Mã Khổ Huyền sẽ như thế nào, nàng sẽ để ý sao? Hoàn toàn không cần. Kỳ chân miễn cười nói, trĩ khuê cô nương, chuyện lục trưởng giáo dặn dò bần đạo đã làm xong rồi. Hôm nay thần cáo tông vừa có được một tòa phúc địa mới tan vỡ, bần đạo hoa nghênh trĩ khuê cô nương tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, bần đạo đồng ý hộ tống lên đường. Nếu xét kỹ nguồn gốc, kỳ chân tuy thuộc hệ của lão nhị, nhưng lục trầm vốn là một trong tam đại trưởng giáo, hôm nay lại phụ trách tòa trấn bạch ngọc kinh, kỳ chân được làm việc cho lục trầm tất nhiên vui sướng vạn phần, nếu có thể được lục trưởng giáo ưu ái. Kỳ chân tin tưởng trong tương lai mình đột phá phi thăng cảnh cũng không phải là hy vọng xa vời. Khi kỳ chân còn trẻ đã từng nghe được một câu tiên tri, tiên nhân cũng phải ngắm quả mơ giải khác của một vị thế ngoại cao nhân, 12 cảnh giới đầu tất nhiên là lời khen vận mệnh tốt đẹp. Đợi đến khi kỳ chân trở thành thiên quân thì gần như là đã tới điểm cuối, nó lại biến thành lời suối quẩy, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Mà nhìn khắp thiên hạ, trưởng giáo lục trầm vừa vặn là một trong vài người thích thay đổi số mệnh cho người mình ưa thích, tương truyền rằng thường ngày lục trưởng giáo thích làm tứ đại nhàn sự nhất, trong đó có tạo hình gỗ mục, trong mắt Mã Khổ Huyền chỉ có trĩ khuê, nhìn cô gái mình thích đã lâu, mỉm cười nói, không cần làm phiền thiên quân, để ta làm là được. Trĩ khuê không thèm quan tâm đến lời nói của một thiên quân đạo gia, thậm chí không thèm thay đổi lại tư thế cho ngay ngắn, vẫn lười biến nghiêng đầu như trước, nhìn về phía Mã Khổ Huyền, ngươi chính là một phúc duyên mà lục trầm nhận lời tặng cho ta. Có phải về sau ngươi sẽ luôn nghe lệnh ta không? Năm đó Lục Trầm bày gian hàng xem bói, sau khi gặp hoàng đế Đại Ly và Tống Tập Tân liền một mình đi tới ngõ Nê Bình để tìm cô, nói là dựa vào chút tính toán nhỏ, hắn đã khiến Tống Chính Thuần nói ra câu tha cho một lần mà Lục Trầm đang muốn nghe, bởi vậy có thể danh chính ngôn thuận, thuận thế thu mã khổ huyền vào trong túi. Lục Trầm định tặng mã khổ huyền cho Trĩ Khuê. Trĩ Khuê không tò mò chân tướng chuyện này, thậm chí không thèm quan tâm, bởi vì không cảm thấy một tên mã khổ huyền có thể gây ra sóng gió gì sau đó thanh danh của mã khổ huyền ở chân võ sơn trở nên nổi tiếng hai lần trước sau thế như chẻ tre một đường liên tiếp đột phá cảnh giới nàng mới cảm thấy có khả năng mã khổ huyền tuy không phải một trong năm người kia nhưng nói không chừng chuyện này ẩn dấu huyền cơ khác trĩ khuê lười nghĩ nhiều trong tay mình có thêm một cây đao dù sao cũng không phải chuyện xấu hôm nay ngoài trừ phụ gia thành lão long ra thì nàng không có người hầu có thể tự do điều động khác mã khổ huyền gật đầu nói đều nghe lời cô cô muốn giết ai cứ nói một tiếng chỉ cần không phải thượng ngũ cảnh ta cam đoan đều sẽ mang đầu hắn về còn thượng ngũ cảnh thì chờ đợi một chút sau này sẽ làm được hơn nữa hẳn là không cần đợi quá lâu bởi vì thích Trị khuê nên năm đó ở tổ trạch ngõ hạnh hoa mã khổ huyền không ít lần bị bà nội lại nhảy oán trách chỉ có chuyện này là bà nội yêu thương hắn nhất mới can ngăn Trị khuê hỏi vậy ngươi có thể giết trần bình an không người hộ đạo chân võ sơn căng thẳng trong lòng trầm giọng nói, không thể. Trĩ Khuê chỉ là nhìn chầm chầm Mã Khổ Huyền. Mã Khổ Huyền cười nói, ở Thư viện Sơn Nhai có thánh nhân tọa trấn, ta không thể giết Trần Bình An. Nhưng mà ngươi có thể cho ta một kỳ hạn, ví dụ như một năm, ba năm chẳng hạn. Nhưng nói thật, nếu lời đồn là thật, hiện tại khó mà giết Trần Bình An, trừ phi. Trĩ Khuê ồ một tiếng, trực tiếp ngắt lời Mã Khổ Huyền, quên đi. Xem ra ngươi cũng không có gì lợi hại, Lục Trầm cũng thật là, vừa ra tay đã tặng cho con cháu đời sau của thiên quân tạ thực, chính là tên ngốc lông mày dài kia một tòa linh lung bảo tháp có thể sánh với tiên binh, đến lượt ta lại hẹp hòi như vậy. Tên tu sĩ chân võ sơn sợ rằng Mã Khổ Huyền nghe những lời này sẽ thấy căm tức. Thế nhưng lúc hắn dùng bí pháp nhìn trộm tâm hồ, thì lại là bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí mặt gương còn có chút ánh sáng lung linh tượng trưng cho vui sướng. Mã Khổ Huyền cười sáng lạng, vương chu, cô chờ đi, một ngày nào đó ngươi sẽ biết ta là tốt nhất bất kể tiên binh giá trị không thể đong đếm hay con cưng của trời gặp nhiều may mắn tới cuối cùng quay đầu nhìn lại đều chỉ là món đồ rách nát và những con kiến yếu ớt mà thôi trĩ khuê có chút kỳ quái ngươi thích ta ở điểm gì trên trấn nhỏ ta với ngươi cũng không tiếp xúc nhiều nếu ta nhớ không nhầm hình như chúng ta còn chưa từng nói chuyện với nhau bị xem nhẹ và lạnh nhạt như vậy biểu hiện của mã khổ huyền vẫn đủ để khiến toàn bộ lão tổ tông chân võ sơn trố mắt chỉ thấy hắn vậy mà có chút ngượng ngùng nhưng không trả lời câu hỏi trĩ khuê bỗng nhiên cười thành tiếng đưa tay chỉ về hướng mã khổ huyền mã khổ huyền ngươi không phải là con cưng của trời danh tiếng thịnh nhất bảo bình châu hiện giờ sao mã khổ huyền nhếch khóe miệng trong nháy mắt liền khôi phục bề ngoài bá đạo mà thế nhân quen thuộc thiên phú trắc tuyệt làm cho người cùng lứa tuổi sinh lòng tuyệt vọng làm cho những tu sĩ thế hệ trước cảm thấy mình sống vô dụng mấy trăm năm nay, mấu chốt là mã khổ huyền mấy lần xuống núi rèn luyện. Hoặc là dằn co chiến đấu với người khác ở chân võ sơn, chém giết quả quyết, tàn nhẫn máu tanh, trong giây lát đã phân ra sinh tử, hơn nữa thích diệt cỏ trừ tận gốc, mặc kệ bản thân có chiếm lý không cũng không tha người khác. Mã khổ huyền chậm rãi nói, ta không phải là con cưng của trời gì cả. Con mèo đen ngồi xổm trên vai hắn cuộn mình lại, nâng móng vuốt lên liếm láp, nhìn càng thêm dịu ngoan trĩ khuê liếc mắt đánh giá hắn một cái biểu môi tùy ngươi mã khổ huyền hỏi nếu ngày nào đó ta đánh chết tống tập tân cô có tức giận không trĩ khuê tựa như có chút căm tức trợn mắt nói mã khổ huyền mong ngươi trước khi có đủ bản lĩnh thì đừng mạnh mồm bằng không như vậy làm cho người khác rất chán ghét mã khổ huyền cười nói ta nghe lời cô Người hộ đạo chân võ sơn nhìn mã khổ huyền từng bước trưởng thành kia cảm thấy tâm trạng thực phức tạp. Thiên quân kỳ chân lại thờ ơ với những chuyện này. Nhưng vì tôn kính lục trưởng giáo đã trở về bạch ngọc kinh kia nên mới nhẫn nại đứng ở chỗ này, xem vãn bối nói chuyện với nhau. Mặc kệ là trĩ khuê hay mã khổ huyền, chỉ cần ngày nào bọn họ còn chưa đột phá thượng ngũ cảnh, thì vẫn chỉ là hai món đồ sứ đẹp để hơi đụng vào sẽ vỡ nát. Mã khổ huyền tiếc núi nói, ta muốn tới vương triều chu huỳnh, giết vài tên kiếm tu địa tiên làm cơ hội đột phá cảnh giới. Trĩ Khuê không chút để ý nói, ngươi muốn đi đâu thì đi đi. Mã Khổ Huyền cười ha hả, quay đầu nói với Kỳ Chân, vậy mời thiên quân đưa chúng ta ra khỏi thành. Kỳ Chân gật gật đầu, nói với Trĩ Khuê một câu hẹn gặp lại, tiếp theo ba người đã biến mất không thấy gì nữa. Đại trận ở Kinh Thành Đại Tùy không hề phát hiện có chỗ nào khác thường. Ra vào như chốn không người trong toàn bộ thế tục tại bảo bình châu chỉ sợ chỉ có kinh thành đại ly mới làm vị thiên quân này hơi kiên kỵ một chút trĩ khuê tựa vào lan can cảm thấy buồn ngủ nhắm mắt lại một ngón tay tùy ý lướt qua lan can rung động két két cô xoay người lưng tựa lan can đầu ngửa ra sau đường công toàn thân đẹp như tranh vẽ cô gập ngón tay lại lần lượt búng tay làm đạn đóng chung gió dưới mái hiên phát ra những tiếng len keng trong hoàng hôn nàng mở to đôi mắt có đồng tử dựng đứng màu vàng. Dị tượng tiêu tán. Cô đứng lên, duyên dáng yêu kiều, nhìn phía cửa sân bên kia cười cười. Tống tập tân đi vào sân, toàn thân vẫn còn mùi rượu thoang thoảng. Cô hỏi, đi thiên tẩu yến chơi có vui không? Tay áo của tống tập tân rung lên, cảm thán nói, đám lão gia trên yến hội này hận không thể rút gân lột da, ăn thịt uống máu ba người chúng ta, làm ta sợ muốn chết. Trĩ khuê tò mò hỏi, không phải ký kết minh ước trăm năm sao không oán không thù gì với công tử thiết kỵ đại ly chúng ta cũng chưa dẫm lên nhà cửa bọn họ đã trực tiếp đi về hướng nam rồi vì sao thái độ của bọn họ vẫn ác liệt như vậy tống tập tân dựa thân vào lan can nghĩ một hồi rồi hồi đáp sống những ngày lành quá lâu không chịu nổi chút quốc ức nho nhỏ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha trĩ khuê lộ vẻ mặt giật mình nói như vậy sao vậy tính tình của nô tỳ tốt hơn bọn hắn nhiều tống tập tân nghĩ lầm nàng đang nói tới những chuyện rắm thối suối quẩy ở phụ cận mấy con phố ngõ hẻm năm đó thế là nở nụ cười chờ công tử có tiền đồ rồi chắc chắn sẽ giúp ngươi xả giận trĩ khuê ừng một tiếng hỏi ba quyển sách kia công tử đã có thể nhìn ra môn đạo chưa tống tập tân có chút mỏi mệt nhắm mắt lại hai tay xoa hai thái dương nói không chừng chỉ là những quyển sách bình thường hại ta nghi thần nghi quỷ lâu như vậy tống tập tân đột nhiên thò tay vào ống tay áo lấy ra một con thằng làng màu vàng đất nhìn rất bình thường như thể có thể gặp được ở bất cứ đâu, tiện tay đặt trên đất, trong thiên tẩu yến nó vẫn luôn rụt rịch, nếu không phải hứa nhược sử dụng kiếm ý áp chế, đoán chừng đã lao thẳng tới hoàng đế đại tùy, ăn thịt người ta làm bữa khuya. Tỳ nữ ngồi xổm xuống, lấy ra một đồng tiền cốc vũ, đặt ở lòng bàn tay. Con thằng làng sợ hãi rụt rè, không dám nuốt món đồ ăn ngon. Tống tập tân cuối người, nhìn tiểu tử tráng đã mọc ra sừng rồng này, bất đắc dĩ nói, xem cái bộ dạng nhút nhát sợ sệt của ngươi kìa, rồi lại nhìn con thủy giao kia lại ở hồ thư giãn, thật sự là cách biệt một trời một vực. Tống Tập Tân không còn quan tâm đến nó, ngáp một cái, đi vào trong phòng ngủ. Trĩ khuê quơ quơ bàn tay, thằng làng vẫn không dám tiến lên. Coi như ngươi thức thời. Trĩ khuê cười tủm tỉm đưa tay bỏ tiền cốc vũ vào trong miệng mình, tiểu tử kia hình như có chút buồn bực, khẽ kêu một tiếng. Trĩ khuê siết nắm tay, nện nắm đấm xuống đầu nó, ba năm không khai trương, khai trương một lần ăn ba năm, cái này mà cũng không hiểu. Cô đứng lên, đá thằng làng một cước bay vào sân, không có chút bản lĩnh gì, còn dám hy vọng xa vời bộ thân xác thượng cổ để lại của quốc sư, vụn trộm chảy nước miếng cũng thôi đi, lại còn để người ta tóm gọn, tại sao ngươi lại kém cỏi như vậy? Trĩ khuê ngồi ở trên bậc thang, cởi một chiếc giày theo, vẫy tay với nó. Tiểu tử kia ngoan ngoãn đi tới bên chân cô, Cô chưa hết tức giận cầm giày theo đập nó mấy cái. Trên phi vân sơn ở quận Long Tuyền, tại thư viện Lâm Lộc mới xây, hoàng tử đại tùy cao huyên chính là học ở trường này, hai bên đại tùy và đại ly đều không cố ý giấu giếm chuyện đó. Đây là lần thứ hai cao huyên tiến vào quận Long Tuyền, nhưng một lần ở trên trời, nên cần đi qua một chiếc thang thông thiên ở ly châu động thiên, lần này ở trên đất, ở trên bản đồ đại ly thật sự. Phi vân sơn hôm nay là bắt nhạc của đại ly, là ngọn núi mới, thư viện cũng là mới, từ phu tử tiên sinh truyền đạo thụ nghiệp đến sĩ tử trẻ tuổi học ở trường cũng coi như là mới. Thư viện Lâm Lộc do triều đình đại ly chuẩn bị mở, không có danh hiệu một trong 72 thư viện, sơn chủ và phó sơn chủ cũng không có danh tiếng lớn gì, trong đó còn có lão thị lan hoàng đình quốc trực thuộc đại tùy, nhưng ai cũng biết Lâm Lộc thư viện chắc chắn là không muốn đứng ngoài 72 thư viện. Đại ly tống thị nhất định muốn làm cho bằng được việc này. Ban đầu Cao Huyên còn tưởng rằng mình ở thư viện chắc chắn sẽ có rất nhiều xung đột, ít nhất cũng nên có một chút cảm giác bị xem thường và lạnh nhạt, bằng không cũng lắm kẻ lòng dạ khó lường, tựa như đám người Lý Bảo Bình và Vu Lộc đến thư viện Sơn Nhai Đông Hoa Sơn, như thế nào cũng phải chịu chút nỗi khổ bị người cũ bắt nạt người mới. Nhưng mà Cao Huyên ở thư viện Lâm Lộc mấy tháng lại có chút mất mát, bởi vì hình như từ phu tử đến học sinh, đối mặt học sinh từ quốc gia kẻ địch như hắn cũng không có kỳ thị quá nặng hầu như không người nào tỏ ra cảm xúc đối địch rõ ràng. Cao Huyên vì thế mà nghi ngờ một khoảng thời gian rất dài, sau đó lại bị lời nói của lão tổ tông Cao Thị kết tóc tu hành ở Phi Vân Sơn thức tỉnh. Vương Triều Đại Ly dùng trăm năm ngắn ngủi để từ một nước phụ thuộc Vương Triều Lô Thị, từ việc để hoạn quan tham gia chính sự, ngoại thích chuyên quyền độc đoán, trở thành bá chủ phương Bắc của Bảo Bình Châu hôm nay, trong lúc đó chiến loạn không ngừng, luôn luôn đánh trận, vô vàng người chết, luôn thâu tóm nước láng giềng xung quanh. Cho dù là dân chúng kinh thành đại ly cũng đều đến từ bốn phương tám hướng, chứ không có thân phận địa vị lâu đời giống như triều đình đại tùy, hiện tại như thế nào, tổ tông hai ba trăm năm trước cũng là như vậy. Cao Huyên nhanh chóng thấu hiểu thế nào là lưu thủy bất hữu, hộ khu bất đố, PS dịch, nước chảy liên tục không bị động bị tù thì nước sẽ không bị thối, tục cửa quay thường xuyên thì không bị mọc. Nhưng tổ tông Cao Thị từng ở kinh thành đại tùy, dùng thân phận tiên sinh thuyết thư trà trộn phố phường lại cảm khái một câu, nước chảy là máu chảy mới đúng cao huyên mỗi khi nhàn rỗi thì sẽ gùi theo trương sách một mình đi núi lớn phía tây quận long tuyền du lịch hoặc là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bên trấn nhỏ bằng không thì sẽ đi tới quận thành mới ở phương bắc dạo chơi còn có thể thỉnh thoảng đi đường vòng trên đường tới thắp hương một tòa sơn thần miếu ở phương bắc ăn một bát mì hoành thánh chủ cửa hàng họ đổng là một người trẻ tuổi vóc dáng cao lớn tính tình hiền hòa cao huyên thường xuyên qua lại trở thành bằng hữu với hắn nếu động thủy tỉnh không vội còn có thể tự mình xuống bếp nấu mấy món ăn hai người cùng uống chút rượu cao huyên ngẫu nhiên sẽ tới tòa nhà hoang không có người ở nghe nói gia chủ là một người đàn ông tên là lý nhị hiện giờ đã bị bên nhà vợ chiếm đoạt còn đang nghĩ cách làm sao để bán được giá cao chẳng qua hình như gặp phải trắc trở bên phía huyện nha dù sao cũng không có giấy tờ nhà đất trong trương sách của cao huyên có một giỏ long vương mỗi ngày đều sẽ dựa theo bí thuật mà lão tổ cao thị truyền thụ cho vào trong đó một đồng tiền tiểu thử, khiến cho linh khí bên trong đậm đặc như nước. Bên trong cái sọc tre nhỏ, có một con cá chép màu vàng chậm rãi bơi lội. Đó là lần đầu tiên Cao Huyên nhìn thấy Lý Nhị, đương nhiên còn có Trần Bình An. Thật ra trước khi Cao Huyên tới nơi này thì đã chuẩn bị tâm lý xong, nói không chừng một ngày nào đó sẽ cần giao giỏ Long Vương và cá chép màu vàng cho một vị nhân vật quyền thế nào đó ở Đại Ly Vương Triều, để trả giá cho việc mình được yên ổn học tại Thư viện Lâm Lộc nhưng mà đến nay ngay cả viên huyện lệnh và ngô quận trưởng hắn cũng chưa từng gặp mặt cao huyên hôm nay đang ngồi sổn trước khe nước rửa mặt đột nhiên quay đầu nhìn lại sau đó liền thấy một nam tử tuấn mỹ mặt trường bào trắng như tuyết bên tai đeo một cái khuyên màu vàng cao huyên nhanh chóng đứng lên chắp tay hành lễ nói cao huyên xin bái kiến bát nhạc chính thần bát nhạc chính thần đại ly ngụy bách cười nói không cần khách khí như vậy thấy ngươi đã đi dạo rất nhiều nơi cứ tiếp tục vùi giỏ long vương trên lưng cũng không phải chuyện tốt nếu ngươi tin tưởng ta thì đừng ngại mở giỏ long vương thả cá chết màu vàng vào suối nước nuôi dưỡng trong đó lấy linh khí làm nước đó là sai lầm lâu ngày sẽ đánh mất linh tính trong thời gian ngắn sẽ giúp cảnh giới tăng lên rất nhanh nhưng sẽ khó mà đột phá nguyên anh cảnh tuy nếu đặt nó vào nước mỗi ngày sẽ hấp thu ít linh khí hơn nhiều tu vi tiến bộ tương đối thông thả nhưng từ lâu dài mà nói đây vẫn là lợi nhiều hơn hại ngụy bách chỉ về phương xa từ nơi này đến long tu hà lại đến thiết phù giang nó có thể tự do di chuyển ta sẽ nói một tiếng với hai vị hà bà giang thần sẽ không hạn chế sự tu hành của nó cao huyên thật ra có chút do dự hắn và vị sơn nhạc chính thần đại ly này trước kia chưa bao giờ gặp mặt sao có thể yên tâm con cá chép màu vàng được lão tổ tông dự đoán là có hy vọng vượt qua long môn trung thổ hóa thành một chân long ở trên đại đạo lòng người yếu ớt đủ loại tính kế ùn ùn kéo đến cao huyên đã là ăn nhờ ở đậu vậy nếu bị người khác mạnh tay cướp đi đại cơ duyên thì hắn phải đành chịu chấp nhận xuôi theo đại thế trái lại đạo tâm sẽ càng thêm kiên định hăng hái trong nghịch cảnh là viên đá mài tâm tính tốt nhất nhưng nếu bị người khác tính kế mất đi phúc duyên vốn thuộc về mình vậy không chỉ tổn hại một con cá chép màu vàng mà còn làm đại đạo của cao huyên xuất hiện thiếu sót và lỗ hổng ngụy bách mỉm cười nói không sao chờ ngày nào đó ngươi nghỉ thông suốt rồi thả nó ra nuôi cũng không muộn ngụy bách muốn xoay người rời đi lão tổ cao thị đột nhiên đến từ phi vân sơn xuất hiện ở bên cạnh cao huyên nói với hắn rằng hãy nghe lời ngụy tiên sinh trăm lợi mà không có một hại cao huyên thấy lão tổ tông nhà mình hiện thân liền không còn do dự mở rương trúc lấy ra giỏ long vương để cá chép màu vàng vào trong khe nước cá chép vàng vui sướng vẫy đuôi một cái nhanh chóng bơi về phía hạ du Cao Huy ngồi sổng ở bên bờ, cầm trong tay sọt cá trống rỗng, lẩm bẩm nói, thực sự là chuồng củi bó buộc mãi, rốt cục được về nhà. Triệu Diêu năm đó ngồi lên xe trâu rời khỏi Ly Châu Động Thiên là dựa theo sắp xếp của ông nội, đi về phía một môn phái tu đạo ở ngay sát biển lớn phía tây của Bảo Bình Châu. Chỉ là đang đi nửa đường thì hắn gặp thiếu niên giữa trán có nốt ruồi, tự xưng là tú hổ. Cuối cùng Triệu Diêu giao ra ấn chữ xuân mà tiên sinh tặng, bởi vì đối phương là quốc sư thôi sàm của đại ly quốc học thuộc trong trấn nhỏ giữa những người đồng lứa chỉ có triệu diêu hắn đi theo tiên sinh nhiều nhất mấy người lý bảo bình tống tập tân dù khiến triệu diêu bội phục không thôi trong chuyện này cũng không bằng hắn triệu diêu đi đường du lịch dựa vào một môn bí pháp tu đạo cùng với hai món đồ vật tiên gia mà thôi sàm trao đổi tặng cho hắn nên có thể gặp giữ hóa lành chỉ là cuối cùng triệu diêu tới gần tòa động phủ tiên gia kia xe trâu đã đến chân núi Triệu Dư thân thể lẫn tinh thần mỏi mệt lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ, vứt bỏ xe trâu, cởi bỏ trói buộc cho con trâu, một mình tiếp tục đi về phía biển lớn hướng Tây, cuối cùng tìm được một cửa ra tiên gia trong truyền thuyết. Ngồi đò đi về hướng đảo nhỏ thần tiên cô lập giữa biển, lại đổi sang một con đò khác, tiếp tục tiến về phía trung thổ thần châu, dù sao toàn bộ bảo Bình Châu, đò vượt châu chỉ có bên Lão Long Thành mới có, hơn nữa đa số là thương thuyền đảo Huyền Sơn. Bởi vậy luyện khí sĩ Bảo Bình Châu muốn đi tới trung thổ thần châu thì chỉ có thể sử dụng biện pháp giống như Triệu Diêu, lần lượt sử dụng các đợt đò khoảng cách ngắn trên biển của môn phái Tiên gia. Chỉ là sau khi đi được hơn phân nửa hành trình, chiếc đò Tiên gia mà Triệu Diêu ngồi gặp phải kiếp nạn, bị loại phi ngư nào đó kết thành đàn che ngập tầm mắt, giống như đàn châu chấu xông tới đụng nát, Triệu Diêu và đại đa số mọi người rơi xuống biển, có một số người chết ngay tại chỗ. Triệu Diêu dựa vào một món pháp bảo hộ thân mà tránh được một kiếp nhưng mà biển lớn mờ mịt hình như vẫn chỉ còn một con đường chết sớm hay muộn cũng mất mạng trong bụng cá hai gã tu sĩ kim đan trên thuyền muốn ngự phong chạy trốn một người xông về phía trận hình phi ngư phía trước kết quả tuyệt vọng chết trong đàn phi ngư đông đúc nhìn không thấy điểm cuối tan xương nát thịt một người còn lại cảm thấy không ổn sức cùng lực kiệt chỉ đành hạ thấp độ cao trốn xuống nước biển triệu diêu ngồi trên một mảnh vỡ lớn của con đò tay bám chặt cái bọc không biết trôi nổi bao lâu cảm giác toàn thân tiều tụy, sống không bằng chết. Rốt cuộc không thể tiếp tục chống chọi được nữa, triệu diêu ngất đi, ngã từ mảnh gỗ lớn xuống biển, dựa vào một chút linh quan cuối cùng của pháp bảo hộ thân mà trôi theo dòng nước. Khi triệu diêu mở to hai mắt thì phát hiện mình nằm trên một cái giường, đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, là một căn nhà tranh rộng rãi mà đơn sơ, trong nhà chỉ có bốn bức tường sách, tràn đầy quyển sách ố vàng, hầu như làm cho người ta khó mà đi qua. Triệu Diêu đã gầy như da bọc xương đứng dậy, phát hiện cái bọc của mình ở trên giường. Hắn mở ra xem xét, bên trong hình như không thiếu cái gì, mới trút được gánh nặng. Dọc theo con đường, núi sách, cao cỡ nửa người, Triệu Diêu đi ra khỏi nhà tranh, đẩy cửa ra, xung quanh rộng lớn thoáng đảng, phát hiện nhà tranh được xây trên đỉnh một ngọn núi, đẩy cửa là có thể thấy biển. Triệu Diêu còn nhìn thấy đỉnh núi có một thanh kiếm không vỏ cắm nghiêng nghiêng vào, vẻ ngoài loan lỗ rỉ sét, ảm đạm không có ánh sáng triệu diêu đi đến bên cạnh vách núi đen kinh ngạc nhìn xuống vực sâu không thấy đấy vào thời điểm triệu diêu chuẩn bị tiến thêm một bước bên cạnh liền vang lên một giọng ấm áp trời không tuyệt đường người người thất vọng với bản thân như vậy sao hai mắt triệu diêu mờ đi vì đẫm lệ quay đầu nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao dong dỏng, đang trông về phía biển lớn lúc ấy vẫn triệu diêu vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi lau đi nước mắt đột nhiên hỏi tiên sinh chắc hẳn là thế ngoại cao nhân có thể thu ta làm đệ tử không? Ta muốn học tập thuật pháp tiên gia. Nam nhân lắc đầu cười nói, ta chưa bao giờ bái sư, cũng không thu đệ tử, sợ phiền toái. Ngươi điều dưỡng thân thể cho tốt rồi ta sẽ tiễn ngươi đi. Triệu Diêu hỏi, đây là nơi nào? Nam nhân cười nói, nhân gian, nếu không thì còn có thể là nơi nào? Triệu Diêu có lẽ là vò đã mẻ không sợ rơi vỡ, hoặc tâm trạng tuyệt vọng hết mức, không khách khí truy hỏi, ta muốn biết đây là nơi nào ở nhân gian. Nam nhân cũng không tức giận, mỉm cười nói, không phải ta cố ý trêu chọc ngươi, đây là nơi bình thường không có tên tuổi, không phải phủ đệ thần tiên gì cả, linh khí loãng, cách trung thổ thần châu không xa, nếu may mắn còn có thể gặp được người đánh bắt cá hoặc là thợ lặng tìm ngọc trai. Sau đó Triệu Diêu mới ở lại đó điều dưỡng thân thể, ở chung lâu ngày, phát hiện nam chân kia ngoại trừ sức chân rất khỏe và dẻo dai ra thì rất bình thường mặc dù mấy nhà tranh trên đỉnh núi đều có rất nhiều sách nhưng bình thường hắn không nói điều gì cao thâm mỗi ngày ăn cơm thường xuyên đi xuống núi tản bộ dọc theo bờ biển hàng ngày triệu diêu ngoại trừ đọc sách ra thì lại ngây người bên sườn núi tới một ngày nọ triệu diêu buồn chán không có gì làm muốn rút thanh kiếm trên đất ra nam nhân kia mới đứng từ chỗ nhà tranh cười nhắc nhở triệu diêu không nên động vào nó triệu diêu tò mò hỏi thanh kiếm này có tên không nam nhân mặt thanh sam lắc đầu đáp chưa từng có triệu diêu lại hỏi tiên sinh có phải thi khoa cử mãi mà không đậu không hay là trốn tránh kẻ thù cho nên mới rời khỏi lục địa ẩn cư ở chỗ này nam nhân vẫn lắc đầu không phải cũng không phức tạp như ngươi nghĩ đâu chỉ là ta tương đối thích một câu châm ngôn cuộc đời gian khó đại đạo nhiều đường rẻ nếu đường khó đi vậy thì dừng lại thử lời nhắc một lần suy nghĩ cho kỹ càng triệu diêu thử hỏi Tiên sinh thực sự không phải thế ngoại cao nhân sao, ví dụ như là một vị kim đan, lục địa thần tiên nguyên anh cảnh." Nam nhân cười hỏi ngược lại, "Tất nhiên ta không là phải địa tiên gì cả, còn nữa, ta có phải là địa tiên hay không thì có liên quan gì với Triệu Diêu ngươi." Triệu Diêu ở bên cạnh hắn gần 2 năm, hải đảo cũng không quá lớn, Triệu Diêu đã có thể một mình đi dạo hết, cũng đúng như lời người đàn ông nói, nếu may mắn có thể gặp gỡ ngư dân rời bến đánh cá còn có thợ lặng tìm kiếm ngọc trai chấp nhận nguy hiểm thật lớn, nhưng có thể giàu có trong một đêm. Tâm cảnh Triệu Diêu đã trở nên vững vàng, liền chủ động mở miệng, nói với nam nhân mình muốn đi trung thổ thần châu du lịch. Nam nhân cười gật đầu, trên đường cẩn thận một chút, nhớ rõ, không nên thất vọng với bản thân, đây mới chính là điều đáng thất vọng nhất. Triệu Diêu có chút ngại ngùng đỏ mặt, cuối cùng lấy ra cái chặn giấy hình tượng gỗ ly long, vì báo đáp ân cứu mạng, ta muốn tặng nó cho tiên sinh. Nam nhân khoát tay, tựa như có chút bất đắc dĩ, từ bao giờ chuyện tiện tay cứu người trở thành cao cả như vậy. Triệu Diêu quật cường nói, nhưng tiên sinh cứu ta không cần báo đáp, ta không thể không để ý. Cái này đã là bảo vật quan trọng nhất trên người ta, dùng báo đáp tiên sinh, rất hợp. Nam nhân nhếch miệng cười, chứng tỏ thiên hạ này vẫn chưa trở nên quá tệ hại. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn không nhận lấy cái chặn giấy. Triệu Diêu lên trên một tấm bè gỗ tự chế, Đi về hướng lục địa, đứng trên bè gỗ, Triệu Diêu chắp tay tạm biệt với người đàn ông trên bờ. Từ đó về sau, cuộc sống của nam nhân nọ vẫn luôn thanh thản như vậy. Có một ngày, thanh trường kiếm trên đỉnh núi khẽ rung rẩy. Nam nhân ở bên cạnh trường kiếm, nhìn về phía phương hướng Bảo Bình Châu, mỉm cười nói, "Lịch đã cũ rồi đừng lật lại nữa." Trường kiếm dần ngừng lại rung động. Sau, có hai vị khách bỗng nhiên xuất hiện ở hải đảo, một lão đạo nhân mũi ửng đỏ một đạo sĩ trẻ tuổi ngồi nôn mửa ở trên đất. Từ thôn nhỏ nhỏ ở phía đông nam Bảo Bình Châu đến biển Tây Hải Bảo Bình Châu, lại đến đảo hoang do tông môn tiên gia nào đó trấn giữ trên biển, cuối cùng đến nơi đây, đạo sĩ trẻ tuổi đã nôn ói mấy lần liên tục. Lão đạo sĩ nhanh chóng cúi người xuống, nhẹ nhàng đập lưng của đồ đệ, ấy nấy nói, không có việc gì không có việc gì, nôn xong lần này, à cũng có thể còn hai lần nữa rồi sẽ không sao đâu. Đạo sĩ trẻ tuổi thiếu chút nữa nôn cả ruột gan ra, mắt đỏ hồng hỏi sư phụ lần nào ngươi cũng nói như vậy bao giờ mới hết ngươi có thể cho ta một câu trả lời chắc chắn không lão đạo sĩ mặc một thân áo bào cổ quái hai tay áo như có hỏa long chạy qua khuôn mặt tươi cười xấu hổ đạo sĩ trẻ tuổi đứng lên hỏi sư phụ ngươi nói muốn dẫn ta đến gặp người sư phụ bội phục nhất người lại không muốn nói ra lai lịch đối phương rốt cục là vì sao lão đạo sĩ mỉm cười không đáp ngẩng đầu lên Mở cửa để thầy trò chúng ta vào uống trà với ngươi, được không? Nam nhân thở dài, xuất hiện ở bờ biển, đứng ở vị trí cách trước mặt hai thầy trò một trượng, ta là một người đọc sách, ngươi là đại thiên sư khác họ của Long Hổ Sơn, thế mà lại muốn so đấu lôi pháp và phù lục với ta. Lão đạo sĩ sớm sử dụng thần thông, không đến mức để cho đồ đệ của mình nghe thấy lời nói của người này. Có một số việc cần giấu tên đệ tử ngốc này. Lão đạo sĩ dáng người thấp bé cười hỏi: cửa cũng không cho ta tiến vào à. Sao vậy, xem như đã muốn đáp ứng cùng ta so đấu đạo Pháp rồi. Đi vào đi, cho dù ta thắng, sau đó ngươi sẽ cho ta mượn thanh kiếm kia. Nam tử lắc đầu nói, ngươi thật sự muốn dây dưa không ngớt như vậy sao? Đạo sĩ trẻ tuổi Trương Sơn Phong căn bản không nghe được sư phụ đang nói gì với người đàn ông kia. Trên thực tế, Trương Sơn Phong kinh hải phát hiện, khi mình nhìn người đàn ông mặc thanh sam kia một cái, thì lúc nhìn sang chỗ khác lập tức sẽ quên mất hình ảnh khuôn mặt hắn lão đạo sĩ cười ha hả nói trời trời tức giận rồi à có bản lĩnh thì ngươi ra đây đánh ta đi khóe miệng nam nhân nhếch lên trương sơn phong bỗng nhiên nghe thấy loại lời nói không biết xấu hổ này từ sư phụ mình nhìn không được nhẹ giọng nhắc nhở sư phụ ngươi vẫn luôn tự xưng là tu chân đắc đạo bây giờ tới nhà bái phỏng luyện khí sĩ khác lúc nói chuyện vẫn nên chú ý cấp bậc lễ nghĩa thì hơn Lão đạo sĩ liên tục gật đầu xưng phải, sau đó trợn mắt lườm người đàn ông một cái, sử dụng kỹ xảo như vậy thì tính là anh hùng hảo hán gì. Nam nhân kia nói, thanh kiếm kia ngươi không tự nhổ ra được, mượn làm cái gì. Lão đạo sĩ để lộ vẻ mặt nghiêm trọng, với cảnh giới hiện tại của bần đạo mà vẫn không nhổ ra được. Nam nhân gật đầu nói, kể cả cảnh giới của ngươi mạnh hơn một tầng thì cũng không thể khống chế. Lão đạo sĩ bùi ngùi thở dài. Năm đó Long Hổ Sơn từng xảy ra một chuyện bí mật. Lão đạo sĩ từng đáp ứng đại thiên sư đời trước, chỉ khi nào giết được yêu ma phi thăng cảnh kia, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận trở về Long Hổ Sơn. Hiện giờ đôi bên giao đấu, hắn nắm chắc 8 phần 10 sẽ thắng lợi, nhưng nếu đánh nhau sống chết thì tỷ lệ chỉ là 5 phần 10. Lão đạo sĩ nhìn đệ tử được mình ký thác kỳ vọng cao nhất bên cạnh, quyết tâm muốn đi thử một lần. Nam nhân đột nhiên nhìn về phía đạo sĩ trẻ tuổi, Ngươi có quyền ý sao? Trương Sơn Phong đang đeo một thanh kiếm gỗ đào bình thường của Long Hổ Sơn, cùng với một thanh kiếm cổ nhìn có vẻ sức mẻ khắc hai chữ chân võ. Nghe được câu hỏi của nam nhân mặt thanh sam, Trương Sơn Phong không hiểu ra sao cả. Lão đạo sĩ kiêu ngạo nói, thì sao chứ, rất cừ đúng không? Là đệ tử này của ta tự nghĩ ra. Nam nhân mặt thanh sam vậy mà lộ ra vẻ tán thưởng hiếm khi mới gặp, nói không chừng có thể giúp cho võ học thiên hạ khai mở một con đường mới toanh, còn có thể diễn biến ra công đức, từng, càng hiếm có là tâm hắn hết sức chân thành, ngươi có một người đệ tử tốt. Lão đạo sĩ cười tuê tuế, bắt đầu nói hô nói vượng, nào có nào có, đệ tử như vậy, ta không có một tá thì cũng có bảy tám đứa. Trương Sơn Phong thật sự không cảm thấy sư phụ đang mạnh miệng, càng không cảm thấy thất vọng vì câu này, năm đó ở trên núi tu hành, hắn quả thật là người tư chất tầm thường nhất, kém xa các sư huynh sư tỷ, thậm chí còn không bằng một ít tiểu đạo đồng bối phận chỉ là sư điệp của hắn. Nam tử cười nói, chuyện năm đó trên Long Hổ Sơn ta đã nghe nói một ít, ngươi muốn mang người đệ tử này lên núi tế tổ sư, khó như lên trời. Vừa vặn tên yêu ma kia quả thật đã đi quá giới hạn. Hắn nghĩ một lát rồi nói, chờ ta một nén nhang. Xoay người đi lên đỉnh núi. Nam tử tùy tay vung lên, thanh trường kiếm cắm ở đỉnh núi đã bị hắn nắm trong tay người chỉ chịu thừa nhận với bên ngoài mình là người đọc sách này không có vẻ mặt hăng hái gì thậm chí rút ra thanh trường kiếm mà một vị đại thiên sư khác họ cũng không nhổ ra được mà cũng không dẫn tới chút dị tượng thiên địa nào tựa như mọi sĩ tử chăm học nghèo khó vô cùng trên thế gian khác ngồi ở thư phòng cầm cây bút lên muốn viết chút văn chương ngắn ngủi vài trang giấy mà thôi đi tới một vực sâu vạn trượng mà không người nào dám vào ở trung thổ thần châu một kiếm chém về phía yêu ma mười ba cảnh ở dưới đáy vực sâu trực tiếp làm cả thể xác và linh hồn nó tan thành mây khói. Quay về đỉnh núi, một lần nữa để trường kiếm cắm về chỗ cũ, xuống núi nói với lão đạo sĩ rằng, hiện tại các ngươi có thể đi lên Long Hổ Sơn rồi. Lão đạo sĩ cực nhã nói, thật ngại quá, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta đi trước, sau này lại đến. Lôi kéo cánh tay của Trương Sơn Phong vẫn còn đang lộ vẻ mờ mịt, dùng chân vẽ bùa, trực tiếp rời đi ngàn vạn dặm, tới một tòa núi cao trên đất liền trung thổ thần châu nam tử mặc thanh sam cũng không quan tâm đứng ở tại chỗ tiếp tục nắm biển triệu diêu lúc ấy còn trẻ vô tri từng hỏi hắn có phải là một sĩ tử thi cử không được như ý không vấn đề này thật sự thú vị là người đọc sách chính là chuyện đáng đắc ý nhất nhân gian có ba mặt trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời đây là cảnh tượng mà ở hạo nhiên thiên hạ sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh trăng tinh khiết chiếu sáng đất trời chiếu rọi thập vạn đại sơn như được phủ lên một lớp tuyết dày. Chỉ là giữa những ngọn núi trải dài không dứt, có tiếng xào sạc vang lên, âm thanh có thể dễ dàng truyền đi trăm dặm. Nếu có tiên nhân có thể tiêu dao cửa gió giữa biển mây, nhìn xuống phía dưới là có thể nhìn thấy một hàng khôi lỗi kim giáp cao như ngọn núi, đang chậm rãi di chuyển qua từng ngọn núi lớn. Cũng có một ít hung thú viễn cổ thân dài đến ngàn trượng, toàn thân chồng chất vết thương, không có ngoại lệ, đều bị khôi lỗi kim giáp cầm trường tiên điều khiển, đảm nhiệm khổ dịch chịu thương chịu khó kéo ngọn núi lớn thi thoảng sẽ có những loài dị thú hoang dã đang nghỉ ngơi một lát hoang dã di loại sức cùng lực kiệt mà dùng vài ngọn núi làm gối đầu ngủ gà ngủ gật trên người từ lâu đã không còn chút nét hung hãn bẩm sinh nào đã bị những năm tháng gian nan không có điểm dừng bào mòn không còn gì nữa cảnh tượng này ở tòa thiên hạ này chỉ có thể được người ta kể lại cho nghe những lời đồn đó khác xa thực tế rất nhiều bởi vì không có người nào có gan tự tiện qua lại trên Không Thập Vạn Đại Sơn này. Trong lịch sử dài đằng đẵng, thực sự từng có một vài đại yêu thượng ngũ cảnh không tinh tà, sau đó đã bị vô số khôi lỗi kim giáp kéo xuống, cuối cùng trở thành một trong những đại yêu đang lao động khổ sai, biến thành những bộ hài cốt to lớn vĩnh cửu hôn mê trong lòng núi lớn, thậm chí không thể nào chuyển thế. Có một túp lều tranh, phía sau nhà là một vườn rau xanh rờn hiếm có, vây quanh túp lều là một dãy hàng rào gỗ siêu vẹo một con chó trong cửa gầy trơ cả xương nằm sấp trước cửa thở dốc một lão nhân có dáng người gầy gò đứng ở bãi đất trống trước cửa nhìn về núi lớn đưa tay gãi gãi má không biết đang suy nghĩ gì con chó gầy kia bỗng nhiên đứng dậy chạy vụt ra ngoài dùng sức gầm gừ về một hướng một trận gió mạnh mẽ như long quyển mạnh mẽ cuốn qua trực tiếp thổi bay một biển mây đen lớn đang che phủ một phần trăng sáng lão nhân vẫn thờ ơ như cũ ngay khi biển mây bị thổi tan phía trên mặt đất xung quanh bốn ngọn núi lớn một con khôi lỗi kim giáp đứng dậy trên tay cầm các loại binh khí to lớn tương xứng với cơ thể trong đó nhiều con dùng hài cốt tuyết trắng của hung thú viễn cổ làm trường mâu trong đó có một con khôi lỗi kim giáp ném trường mâu xương trắng trong tay về phía bầu trời sấm sét cuộn trào như thể có sức mạnh khai thiên tích địa trường mâu lao thẳng tới hai bóng người nhỏ như hạt gạo phía chân trời hai vị khách từ xa đến thăm dần dần hiện ra thân thể trong đó có một ông lão cao lớn, trên người mặt trường bào đỏ tươi, mặt ngoài áo choàng sóng gợn từng hồi, biển máu cuồn cuộn, trên áo choàng loáng thoáng hiện ra từng gương mặt dữ tợn, có ý đồ duỗi tay ra khỏi nước biển, nhưng nhanh chóng lóe lên rồi biến mất, bị máu tươi bao phủ. Vị lão nhân dáng người cao lớn thắt một chiếc đai lưng màu đen nhánh không rõ chất liệu, bên trên khảm từng mảnh vụn trường kiếm nhỏ. Bên cạnh lão nhân là một vãn bối có khuôn mặt trẻ trung, hai bên hông mỗi bên đeo một thanh trường kiếm, sau lưng còn mang thêm một hộp kiếm màu trắng lộ ra phần chui của ba thanh trường kiếm khác mắt thấy thanh trường mâu kia sắp phá không mà tới ánh mắt của người trẻ tuổi nóng rực nhưng không phải nhằm vào cây trường mâu kia mà là lão nhân đang đứng quay lưng về phía bọn họ trên đỉnh núi lớn thanh trường mâu khí thế như cầu vồng chỉ bị ông lão mặc áo đỏ liếc mắt một cái đã hóa thành một phấn phiêu tán khắp nơi những vũ khí sắc bén còn lại đều giống nhau chưa đến gần người đều đã bị vỡ vụn Ông lão mặc áo đỏ hơi tức giận, không phải là do bị thế công này ngăn trở mà là tức giận đạo đại khách của lão già kia, khinh người quá đáng, chỉ để cho những kim giáp khôi lỗi này ra tay, tốt xấu gì cũng phải thả mấy lão tiểu nhị bị giam trong lòng đất ra thì còn đỡ. Ông lão áo đỏ cười lạnh, nói, lão mù kia, chẳng lẽ ngươi ở địa bàn của người khác quá lâu nên quên mất ai mới là chủ nhân? Lấy mấy thứ này ra gãi ngứa cho ta sao? Chỉ thấy ông ta vừa phất tay một cái, một con khôi lỗi kim giáp trong nháy mắt bị đập xuống đất bụi bay mù mịt sau đó lại không ngừng ra tay trên mặt đất xuất hiện một loạt tiếng nổ một đám khôi lỗi kim giáp to lớn như một ngọn núi biến mất không chút dấu vết lão nhân thấp bé đứng trên đỉnh núi quay đầu nhìn về phía hai đại yêu đứng đầu tòa thiên hạ này khóc mắt ông ta trống rỗng giống như hai vực sâu không đen kịp không thấy đấy lão nhân thấp bé được gọi là lão mù này còn đang đứng bên kia mà gãi mặt theo lý mà nói nếu cùng là tu sĩ thập tam cảnh, hoặc là những thập tứ cảnh bí ẩn có thể đếm trên đầu ngón tay, đánh nhau ở nhà mình, trừ phi người ngoài mang theo binh khí quá không giảng đạo lý. Đương nhiên, loại đồ chơi này, cả mấy tòa thiên hạ cộng lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ bốn thanh kiếm kia ra. Tỉ như một tòa bạch ngọc kinh, hay một chuỗi Phật châu, một quyển sách, trừ những thứ đó ra, thường thường ở thiên hạ của mình đều sẽ đứng ở thế bất bại, thậm chí còn có khả năng đánh chết đối phương. Nhất là sau khi chen thân và cảnh giới tầng đầu tiên của nhị cảnh đã thất truyền, nếu như ăn no rửng mỡ, đi tới một thiên hạ khác thì sẽ bị quy tắc đại đạo ở tòa thiên hạ đó áp chế, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhất. Chỉ là trời đất bao la, luôn có mấy thứ ngoại lệ, có gì kỳ quái đâu. Tỷ như lão mù này, là hộ ngoại lai ở mang hoang thiên hạ, lại cứng rắn sống còn tiêu dao hơn cả chủ nhân người ta. Lại tỷ như lão mũi trâu thối của hạo nhiên thiên hạ kia. Lão mù khàn giọng mở miệng, nếu đổi thành tên kia nói chuyện thì còn tạm được, về phần hai người các người nếu còn đứng cao như vậy thì ta cũng sẽ không thách khí. Người trẻ tuổi đeo năm thanh trường kiếm kia mỉm cười. Là một vị đại yêu kiếm tu thượng ngũ cảnh trẻ tuổi nhất, từng tham gia trận chiến kinh thiên động địa kia, thậm chí còn thắng kiếm tiên của kiếm khí trường thành, khiến cho đối phương không thể không lưu lạc trở thành một trong những người gác cổng của đảo Huyền Sơn. Hắn thật sự cảm thấy lão mù dưới chân kia rất lợi hại nhưng cũng không lợi hại đến mức vô pháp vô thiên. Ông lão mặc áo đỏ sắc mặt khi trắng khi đen, khí thế hung hãn dọa người gần như khiến cho dòng sông thời gian xung quanh muốn ngừng lại. Nhưng cuối cùng ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Vị kiếm tiên đại yêu trẻ tuổi có chiến công rực rỡ kia thoáng do dự, trong tâm hồ liền vang lên giọng nói nôn nóng, đi mau. Bỗng nhiên một cổ lực kéo thật lớn bao trùm vị kiếm tu đại yêu này, Đại yêu kiếm tiên đang muốn nhân cơ hội này xuất kiếm, giao lưu với lão mù kia, lại phát hiện ông lão mặc áo đỏ nổi giận gần một tiếng, nắm lấy vai hắn, ra sức ném về phía màn trời. Sau đó ông lão mặc áo đỏ vung tay áo lên, mạnh mẽ vứt ra một dòng sông máu rào rạc, ý đồ cắt đứt cổ khí cơ đang nhắm vào kiếm tu vãng bối. Trời đất đảo lộn, khí lưu rối loạn. Cảm nhận được một lực nặng hít thở không thông đè lên vai, sắc mặt ông lão mặc áo đỏ khẽ thay đổi dùng sức lắc lắc ống tay áo từng dòng máu tươi gần như muốn tụ hội lại thành một cái hồ lớn tàn khốc nói lão mù ngươi có tin ta sẽ phá hủy thập vạn đại sơn của người hay không lão mù dừng động tác cải má lại nhưng vào lúc này một giọng nói uy nghiêm truyền vào tiểu thiên địa cực lớn này đủ rồi ông lão áo đỏ tức giận dừng tay thu hồi thần thông dòng sông máu tươi trở về tay áo lão mù đưa tay kéo một cái kéo vị đại yêu kiếm tiên kia về bên chân hắn ngồi xổm xuống đại yêu trẻ tuổi kinh hãi phát hiện vậy mà bản thân không thể động đậy lão nhân thấp bé duỗi tay moi một cái tròng mắt ra từ trong hốc mắt hắn bỏ vào miệng nhai nuốt lại quay đầu phi một tiếng phun ra mặt đất kết quả làm cho con chó gầy kia chảy nước miếng chạy như bay tới tập một cái nuốt luôn lão mù đứng dậy dùng mũi chân khều khều đá vị kiếm tiên trẻ tuổi lên không trung làm vậy là nể mặt ngươi rồi đó thiên địa yên tĩnh trở lại lão mù chấp hai tay sau lưng đi về phía cửa viện nhìn con chó già cười nhạo nói chó không đổi được tính ăn phân hắn lại bắt đầu giơ tay gãi má xoay người đi về phía vách núi luôn cảm thấy một số chỗ của bức tranh bút mực này cần phải xóa bớt hoặc là thêm vào rồi vẫn luôn đứng như vậy lão mù đột nhiên nhíu mày do dự một chút ngón tay khẽ nhúc nhích những khôi lỗi kim giáp lần thứ hai đứng dậy lại ngồi xuống một lần nữa khách nhân lần này là một vị lão nhân và một nữ tử trẻ tuổi đến từ kiếm khí trường thành lão mù lộ ra một nụ cười mà ngay cả chính hắn cũng thấy không được tự nhiên với nữ tử trẻ tuổi phong trần mệt mỏi kia nếu có ai nhìn thấy sợ là chỉ cảm thấy âm trầm khủng bố sau đó hắn quay đầu nhìn lão nhân kia giận dữ nói trần thanh đô đừng đến làm phiền ta lần này ta sẽ không giúp ai hết lão đại kiếm tiên kiếm khí trường thành trần thanh đô trần thanh đô hỏi ngươi vẫn còn là người sao? Lão mù trả lời, ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi, chúng ta vẫn còn là người sao? Trần Thanh Đô gật đầu nói, ta vẫn là người. Lão mù trầm mặt một lát, hỏi, hai tòa thiên hạ có đánh nhau ghê gớm hơn nữa thì có thể ghê gớm hơn năm đó sao? Cố sống cố chết cũng chỉ là khiến cho thiên địa đó bị phá vỡ hơn nữa mà thôi, năm xưa là như thế, một ngàn năm một vạn năm sau, còn có thể thay đổi như thế nào nữa? Thế đạo không phải vẫn đáng ghét giống như vậy sao? Ý nghĩa gì? Nói không chừng đập nát hoàn toàn mới tốt, một lần nữa quy về làm một. Trần Thanh Đô, ngươi đáng bị mù mắt. Lão mù tử đột nhiên cười, còn tốt hơn ngươi bán mạng làm cẩu trong cửa cho người ta chứ. Được cá quên nơm, một lần không đủ còn muốn nếm lại mùi vị một lần nữa. Ta thấy những di dân hình đồ như các người, sở dĩ rơi xuống ruộng như hôm nay chính là bị những người Trần Thanh Đô ngươi liên lụy ta ở đây lâu như vậy, ngươi biết vì sao vẫn luôn không muốn nhìn về phía bắc không? Ta sợ vừa nhìn thấy trò đùa lớn nhất thiên hạ này của các ngươi, sẽ làm ta cười đến chết. Lão mù chỉ con chó rung bần bật ở cửa viện, ngươi nhìn nó đi trần thanh đô, ngươi tốt hơn nó chỗ nào? Lão mù tử dời tầm mắt, khàn giọng cười nói với nữ tử trẻ tuổi kia, ninh nha đầu, ngươi đừng tức giận, không có liên quan tới ngươi, ngươi vẫn rất tốt. Ninh Diêu im lặng không lên tiếng. Trần Thanh Đô đang nghe chuyện trên TV audio CV nhanh chóng đưa Ninh Diêu rời đi. Lão mù nhẹ nhàng thở dài một hơi, không còn tâm trạng đi thưởng thức bức tranh Sơn Hà còn chưa hoàn thành kia, đi về phía cửa viện, nhìn con chó ngẩng đầu lè lưỡi nịnh nọt, lão mù đột nhiên giơ chân lên đạp thật mạnh lên lưng con chó già, nó lập tức nứt nở xin tha. Lão mù dẫm đứt toàn bộ xương sống của đại yêu viễn cổ có lực sinh mệnh ngoan cường này, dù sao dựa vào con ngươi của đại yêu trẻ tuổi kia nó có thể khôi phục rất nhanh. Lão mù lẩm bẩm, bước vào sân. Trên tường thành bên kiếm khí trường thành. Lão đại kiếm tiên ngồi xếp bằng, ninh diệu ở bên cạnh uống rượu. Trần Thanh đô lạnh nhạt nói, không cần bất bình thay ta, lúc trước lão mù mới là người bị tổn thương nhất, cho nên không phải như lời đồn đãi bên ngoài, sau khi đại chiến với tổ yêu mang hoang thiên hạ, bị thua nên mới phế bỏ hai mắt, mà thực ra đã từ rất lâu trước đó, tự hắn đã đưa tay móc hai mắt, ném một con ở hạo nhiên thiên hạ, một con ở thanh minh thiên hạ. Lần này ta đi tìm hắn chính là để muốn chính tai nghe được câu không giúp ai hết của hắn, như vậy đã rất cốt rồi. Ninh Diêu gật đầu. Ninh Diêu uống nửa bầu rượu, quay đầu nhìn về phía lão đại kiếm tiên. Trần Thanh Đô tức giận cười, nói, Ninh nha đầu, ta không phải nói ngươi, nhưng ngươi trở về nhà của ngươi mà nhìn đi, nơi này là địa bàn của Trần Gia Gia ta, nào có đạo lý bị ngươi đuổi đi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, lão nhân vẫn nhảy xuống đầu tường trở về nhà tranh của mình kỳ thật ông ta biết nguyên nhân tiểu tử kia từng đánh quyền ở trên đầu tường này ninh diêu lấy một quyển trục ra từ trong tay áo đặt bầu rượu sang một bên sau đó nằm sấp trên đầu tường mở bức tẩu mã đăng dòng sông thời gian kia đây là lần thứ ba hay thứ tư rồi nhỉ trên bức tranh là cảnh tượng mộ thần tiên mà nàng từng đi qua một đám trẻ con đang thả diều có đứa ngâm đen gầy gò một đứa ngồi ở phía xa có vẻ cô đơn lạc lõng có đứa trẻ cùng trang lứa chạy vội qua khi đang thả diều đi ngang qua bên cạnh đứa nhóc kia giật giật con diều sau đó ngồi sổng xuống nắm một nắm bùng lên ném mạnh tới thấy bóng dáng kia xoay người bỏ chạy đứa bé trong tay có con diều to lớn cười ha ha ninh diêu vương một ngón tay gõ gõ trên bức tranh vừa vặn chọc vào trán đứa bé cao lớn kia nàng lẩm bẩm gì đó sau đó nàng thu tay lại yên lặng nắm bức tranh này thật ra trong chỉ xích vật vẫn còn nhiều nhưng mà mỗi lần nàng chỉ xem một bức này. Nàng xoay người, hai đặt sau ót, nhẹ nhàng lắc lắc chân. Thích hắn, không có liên quan tới bức họa. Xem qua một vài bức họa, chỉ là từ thích biến thành càng thích hơn. Ninh Diêu nàng thích ai, không liên quan tới thiên địa. Trần Bình An có thể vì nàng mà ngây ngốc luyện quyền một trăm vạn lần. Nhưng điều này có ghê gớm lắm không? Ninh Diêu mở to mắt, nàng cảm thấy cho dù chính mình có chết một trăm vạn lần thì cũng có thể tiếp tục thích hắn mao tiểu đông nói cho trần bình an biết dòng nước ngầm ở kinh thành đại tùy đã bắt đầu khởi động sẽ không ảnh hưởng đến thư viện sơn nhai vui vẻ nhất đương nhiên là lý bảo bình cô bé lôi kéo trần bình an đi dạo khắp kinh thành mời tiểu sư thúc ăn ở tiệm cơm nhỏ mà cô hay ghé xem qua các danh lam thắng cảnh ở đại tùy ước chừng hơn nửa tháng lý bảo bình nói còn một nửa địa điểm thú vị chưa đi nhưng thông qua cuộc trò chuyện với Thôi Đông Sơn, cô biết tiểu sư thúc hiện giờ mới vừa chen thân vào luyện khí sĩ nhị cảnh. Đang là thời kỳ mấu chốt cần phải ngày đêm hấp thu linh khí thiên địa không ngừng, Lý Bảo Bình liền dựa theo quy củ quê nhà, để dành. Trần Bình An bắt đầu thực sự tu hành. Ban ngày, lấy dương khí thuần khiết vào một canh giờ cụ thể, sưởi ấm tạng phủ xương cốt toàn thân, chống lại ngoại tà, khí đục ăn mòn khí phủ. Ban đêm, hấp thu âm khí thanh linh vào một khắc nào đó, tập trung vào hai khiếu huyệt đã khai phủ, sắp đặt vật bản mệnh. Vì luyện hóa văn đảm màu vàng, phần lớn liên quan đến nho gia tu hành, Mao Tiểu Đông sẽ tự mình lấy ra một tập thơ, chỉ điểm Trần Bình An, đọc qua hơn trăm bài thơ nổi tiếng nhất trong lịch sử. Biết được Trần Bình An du lịch xa xôi như vậy, thế nhưng trên bản đồ Hai Châu, ngay cả một di chỉ chiến trường cổ cũng chưa từng đích thân quan sát, chỉ có ở ngẫu hoa phúc địa nho nhỏ kia, từng nhìn thấy một đám tăng nhân tụng kinh niệm Phật ở một tòa chiến trường, cho nên lại giáo huấn Trần Bình An một trận. Nhật dạ du thần chân thân phù đã bị Mao Tiểu Đông đóng cửa, bằng không cho dù phẩm cấp phù lục có cao hơn nữa, tốc độ linh khí trôi đi chậm đến mấy cũng không phải là một chuyện tốt. Về phần phương pháp mở cửa, là sau khi Trần Bình An kể lại lai lịch chân thân phù kỹ càng tỉ mỉ, Thôi Đông Sơn trở về nghiền ngẫm, mân mê một phen, thật sự là thành. Thôi Đông Sơn liếm mặt nói muốn lật xem quyển đang thư chân tích, hắn ta bằng lòng mỗi lần lật một trang sách, sẽ trả cho tiên sinh một đồng tiền tiểu thử. Trần Bình An không đồng ý. Bùi tiền đi dạo vài lần với Trần Bình An và Lý Bảo Bình, thật sự là cảm thấy ở thư viện thoải mái hơn, mỗi ngày đi tới đi lui, buổi sáng đi sớm về muộn, mệt gần chết, nào có như khi ở bên viện tử của Thôi Đông Sơn, cùng Lý Hòe khoe khoang chém gió, chơi cờ năm quân, về sau liền tìm cớ ở lại thư viện. Trần Bình An cũng cảm thấy bùi tiền đi đường xa như vậy, một bước cũng không ít hơn bọn họ cho nên mới để bùi tiền ở thư viện chơi đùa, nhưng mà mỗi ngày vẫn sẽ kiểm tra bùi tiền chép sách, lại để cho chu liễm giám sát bùi tiền tẩu thung và luyện đao luyện kiếm. Về chuyện tập võ, bùi tiền có chuyên tâm hay không cũng không quan trọng, Trần Bình An không phải đặc biệt trong chừng nó, nhưng mà không thể thiếu một nén nhang. Mao Tiểu Đông thường xuyên nói chuyện với Trần Bình An, trong đó có nói một câu pháp lệnh, chỉ là công cụ trị quốc, chứ không phải là nguồn cơn chế trị thanh trọc, hẳn là mao tiểu đông lo lắng cho vị tiểu sư đệ trần bình an này không cẩn thận đi càng lúc càng xa trên con đường pháp gia không thể không lên tiếng nhắc nhở mao tiểu đông lúc ấy cười nói những lời này cũng không phải là lời nho sinh chúng ta nói không phải là cố ý hạ thấp pháp gia mà nâng cao nho học mà là một vị ác quan pháp gia trung thổ nổi danh trong sử sách chính hắn đã nói như vậy trần bình an gật đầu tán thành ở trong viện nhà thôi đông sơn bùi tiền thường xuyên tụ tập một chỗ với lý hòe lăn qua lộn lại xem mấy quyển tiểu thuyết diễn nghĩa hiệp khách giang hồ kia xem có nhanh có chậm cho nên thường xuyên cãi nhau xem có nên lật sang trang tiếp theo hay không thi thoảng lý bảo bình cũng sẽ cùng xem một lát có điều bùi tiền và lý hòe thích xem những trận chiến sinh tử đao quang kiếm ảnh huyết nhục tung bay trung động lòng người lý bảo bình cũng xem những thứ này chỉ là thích nhìn những nhân vật có thể ngay cả tên cũng không có suy nghĩ lung tung vì sao người này lại ở nơi này trong sách nói chuyện này làm việc này có một hôm chu liễm lấy ra một chồng bản thảo mà ông ta viết trong sách viết một vị hiệp nữ gặp nạn chịu cảnh bị danh sĩ giang hồ và tiểu bối vô danh khinh khi hạ nhục vu lộc lén xem trộm kinh ngạc vô cùng chu liễm cảm thấy vu lộc không hổ là tri kỷ của mình cực kỳ hợp ý bên thư phòng thôi đông sơn chất đầy những bức tranh cổ mờ mịt tiên khí trên từng bức tranh có hoa thơm chim hót có mưa đầu mùa trên núi còn có bức ông lão câu cá trên mặt sông băng Kết quả đêm đó liền cho Lý Hòe và Bùi Tiền vẽ rắn thêm chân, được tự tiện vẽ tranh, đại sát phong cảnh ở bên cạnh những bức tranh nổi tiếng truyền thế này. Ví dụ như Bùi Tiền vẽ lồng chim cho chim, siêu vẹo vẹo vẹo, lấy cảm hứng từ cái lồng loan của vị liễu thị tiểu thư thanh loan quốc kia. Ở bên cạnh bức tranh áo tơi nón lá thuyền không, Lý Hòe vẽ một con cá quái lạ còn lớn hơn cả thuyền nhỏ. Sau khi Thôi Đông Sơn nhìn thấy, cũng không tức giận. Có một ngày, Thôi Đông Sơn lấy ra một bức tranh cung đình quái dị, bức tranh bộ xương quỷ quái giải nhiệt, vui vẻ tự đắc, nói là muốn cho Bùi Tiền mở rộng kiến thức. Bùi Tiền nhìn thật kỹ, kết quả một bộ xương trong nháy mắt trở nên lớn hơn, tựa như muốn phá tan bức tranh, Bùi Tiền sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phách phi tán, thậm chí chỉ dám ngơ ngác ngồi tại chỗ, chấm rứt khóc thúc thiết. Mãi cho đến khi gặp Trần Bình An cũng chỉ miếm môi. Kết quả Thôi Đông Sơn bị Trần Bình An đuổi theo đánh, liên tục cả quyền lẫn cước, chửi bới thô tục hết bài này đến bài khác, ngay cả phương ngữ quê hương quận Long Tuyền cũng nhảy ra từ trong miệng. Cầm chổi lên, đập vào sau gáy Thôi Đông Sơn, Thôi Đông Sơn nhào ra ngoài ngã xuống đất giả chết, mới coi như miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Thôi Đông Sơn thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện đứng đắn. Hôm nay đám người đó không biết tại sao lại nói về tuổi thọ của con người, Thôi Đông Sơn cười nói, hẳn là biết rắn lột xác chứ. Tiên sinh sinh ra ở vùng nông thôn, hẳn là đã từng nhìn thấy không ít lần. Trần Bình An gật gật đầu, Lý Bảo Bình, Bùi Tiền và Lý Hòe cũng gật đầu. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, nếu nói hồn phách của con người làm gốc, da thịt, cốt nhục còn lại làm quần áo, như vậy các ngươi đoán xem, một phàm phu tục tử sống đến 60 tuổi, đời này hắn phải thay đổi bao nhiêu chiếc sim y da người. Bùi Tiền cảm thấy cách nói này làm cho cô hơi sợn tóc gáy. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm giơ một ngón tay. Bùi Tiền mở to hai mắt, 10 chiếc. Lý Bảo Bình nhíu mày nói một trăm. Lý Hoè đơn thuần chỉ là phá đám, nó thích tranh cãi với Lý Bảo Bình cùng Bùi Tiền, tùy tiện nói một ngàn. Thôi Đông Sơn gật đầu nói một đời người này, trong lúc bất tri bất giác phải thay đổi một ngàn bộ xiêm y da người. Thôi Đông Sơn tiếp tục nói hơn nữa những cái đó vận mệnh chú định vô cùng phù hợp với khí phủ khiếu huyệt của thiên địa, cho nên thế gian có linh chúng sinh sau khi trở thành tinh mị đều nguyện ý hóa thành hình người đồ sứ ngự chế của long diêu quê hương các ngươi rõ ràng yếu ớt như vậy không chịu nổi một kích sợ nhất là va chạm vì sao hoàng đế bệ hạ còn sai người nung sứ không lấy thẳng bùn đất trên núi kia hoặc là bình gốm thể phách trắng chắc hơn một chút lý hòe cười ha ha nói đẹp mà rất đáng tiền thôi đông sơn sao lại hỏi loại câu hỏi không có đầu óc này chứ thôi đông sơn mắng đúng 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 ngươi có đầu óc đầu to mà óc như trái nho Lý Hòe làm mặt quỷ, cợt nhã nói, không nghe không nghe, vương bác niệm kinh. Trần Bình An mỉm cười. Có một ngày Trần Bình An ngồi ở hành lang viện nhà Thôi Đông Sơn, tháo hồ lô dưỡng kiếm ra nhưng không uống rượu, lòng bàn tay đặt trên miệng hồ lô, nhẹ nhàng lay động bầu rượu. Tiểu viện tạm thời bốn phía không có người, khó có được một lát yên tĩnh. Sau khi luyện ra thủy, kim hai kiện bản mạng vật, luyện chế vật ngũ hành thứ ba sẽ trở thành một cái hố không thể bỏ qua được. Nhưng dựa theo cách nói của Trương Sơn, luyện khí sĩ tầm thường, ba vật bản mạng là đủ rồi, một công một phòng, món cuối cùng trợ giúp luyện khí sĩ hấp thu linh khí nhanh hơn, đã là thành tựu tương đối không tầm thường của tu sĩ dưới địa tiên. Về hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15, có thể luyện chế thành vật bản mệnh của Trần Bình An hay không? Thôi Đông Sơn không nói rõ ràng, chỉ nói thanh phi kiếm nguyên anh tu ly hỏa, tặng cho tạ tạ, mặc dù được nàng luyện chế thành công thành vật bản mạng, nhưng so với phi kiếm bản mạng của kiếm tu nhìn tựa như không chênh lệch nhiều thực ra khác nhau một trời một vực giống như gân gà có điều cái gọi là gân gà là nói với tu sĩ thượng ngũ cảnh còn địa tiên bình thường có được kỳ ngộ này có thể tước đoạt phi kiếm bản mạng của một vị kiếm tu địa tiên hóa thành vật mình dùng vẫn là nhờ ân đức tổ tiên phù hộ hỏa thổ mộc ba vật bản mạng còn lại Trần Bình An trước đó đã hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ lấy xã tắc thổ năm màu của Đại Ly làm vật bản mệnh. Lão quan chủ của quan đạo quan từng để cho tiểu đạo đồng mang hồ lô khổng lồ kia tới nói, trong đó có nhắc tới hỏa long của Nguyễn Tú Cô Nương, có thể lấy ra luyện hóa, nhưng Trần Bình An không điên cùng mất trí, đừng nói là tìm cách móc nối loại hành vi điên cuồng này, Trần Bình An chỉ nghĩ đến ánh mắt phòng trộm của Nguyễn Cung. Cũng đã rất bất đắc dĩ rồi. Chỉ sợ Nguyễn Cung mà biết mình có ý niệm này trong đầu, mình nhất định sẽ bị vị thánh nhân binh gia này trực tiếp cầm thiết chùa y đúc kiếm, đập hắn thành một bãi thịt nhão. Vậy trước tiên không nghĩ đến yếu tố hỏa trong ngũ hành. Vì vậy, phần còn lại cuối cùng là một. Trần Bình An kỳ thật có chút tính toán, chính là cây hòe già bị đốn hạ kia, có điều lúc ấy đã chia cho dân chúng hầu như không còn gì, thanh hòa một kiếm để lại nơi kiếm khí trường thành kia, chính là một trong những cành hèo năm đó hắn bảo tiểu bảo bình đi khiên về. Tống Tập Tân từng nói về sự biến hóa của quê hương, hiển nhiên bây giờ dân chúng trấn nhỏ đã khôn khéo hơn trước, nhãn lực của bao phục trai ngư giác sơn cũng không kém, chưa chắc sẽ để lại cho Trần Bình An cơ hội nhặt được của hời. Trần Bình An lo đến gãi đầu. Nằm ngửa ra sau. Hiện giờ là võ phu thuần túy của ngũ cảnh đỉnh phong. Luyện khí sĩ nhị cảnh, vạn sự khởi đầu nan, bản thân Trần Bình An hiểu rõ nhất tu sĩ nhị cảnh này không dễ dàng gì có được kiếm tiên vác trên lưng bán tiên binh, chỉ là trừ phi liều chết đánh nhau, nếu không cũng không dễ dàng rút kiếm ra. Hai thanh phi kiếm trong hồ lô dưỡng kiếm, bản mệnh tiểu phong đô 15 còn đỡ, mùng 1 đã sắp tạo phản, tâm ý tương thông với Trần Bình An, hầu như mỗi ngày đều phải la hết đòi ăn mảnh cuối cùng, cũng là mảnh trảm long đài lớn nhất. Mặt pháp bào kim lễ, cũng may trước cảnh thứ bảy có mặt cũng không có gì đáng ngại, ngược lại có thể hỗ trợ nhanh chóng hấp thu linh khí thiên địa, nhìn chung chẳng khác nào bù đắp cho cầu trường sinh bị gãy của Trần Bình An, khuyết điểm trí mạng về phương diện thiên tư tu hành. Chỉ có điều mỗi lần dùng phương pháp nội thị để tuần du khí phủ, những tiểu đồng áo xanh ngưng kết mà thành, vẫn là một đám ánh mắt u oán hiển nhiên là đối với linh khí thủy phủ thường xuyên xuất hiện tình huống nhập không đủ, hại chúng nó lâm vào hoàn cảnh xấu hổ không bột đố gột nên hồ, cho nên chúng nó đặc biệt cảm thấy tuổi thân quất tức. Ngược lại người tí hon nho sam do văn đảm màu vàng hiển hóa kia, mang đến cho Trần Bình An chút vui mừng ngoài ý muốn, cưỡi hỏa long do chân khí thuần túy ngưng tụ mà thành, mỗi ngày diễu võ dương oai, tiêu giao khoái hoạt, giúp Trần Bình An tuần tra tiểu thiên địa của bản thân, hành động này có lợi cho hồn phách. Trợ giúp Trần Bình An mở rộng gân mạch, hơn nữa còn một ít tạp chất trầm luân còn sót lại sau từng trận đại chiến, khí tức đục ngầu bẩn thiểu ẩn nấp sâu trong hồn phách, bị tiểu nhân cưỡi rồng lửa kia như một vị đại tướng quân, đơn thương độc mã ở bên kia công thành nhổ trại, cần cù chăm chỉ, quét dọn dư nghiệp ẩn nấp trong rừng sâu. Có điều nó và Hỏa Long, cùng Thủy Phủ cùng một nhóm đồng tử áo xanh cần cù quản gia, rõ ràng không hợp nhau, song phương đã thể hiện tư thế đến chết cũng không qua lại với nhau. Sau khi thật vất vả mới trở thành một luyện khí sĩ, lần đầu tiên Trần Bình An cảm thấy hoang mang. Phải lấy hay bỏ? Để sống sót, luyện quyền đi cọc chịu khổ, Trần Bình An không chút do dự. Nhưng bây giờ không phải lo lắng tính mạng, chỉ cần bằng lòng hôm nay lập tức chen chân vào lục cảnh cũng không khó như những môn hộ giàu có kia phải vì kiếm vàng hay bạc mà phiền não điều này làm cho trần bình an không thích ứng trong lòng đã quen với người nghèo luôn cảm thấy nắm chặt trong tay một túi tiền đồng hoặc là một tầng gạo mỏng trong lưu gạo mới là thứ thực sự thuộc về mình bên người mặc dù có ngọn núi vàng núi bạc vẫn cảm thấy hôm nay chúng nó cho dù là của mình vừa tỉnh lại ngày mai sẽ là của người khác trần bình an biết như vậy không đúng nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời trong chuyện này không thể nói một tấc không tiếng nhưng chung quy vẫn là tiến triển chậm chạp thật ra trong mấy năm nay trần bình an biết rất nhiều chuyện đã thay đổi rất nhiều ví dụ như không mang giày rơm mà mang giày thường sẽ thấy không được tự nhiên thiếu điều không đi được tỷ như mặt pháp bào kim lễ đầu cài cây trâm ngọc luôn cảm thấy mình giống như loại vượng đội mũ người mà trong sách nói một ví dụ nữa là vì giấc mộng đã từng nói với lục đài kia sẽ mua rất nhiều vật không dùng tới, muốn có một ngày, có một gia đình mới đại nghiệp mới ở quận Long Tuyền. Trần Bình An vẫn chân lên, khẽ lúc lắc. Người tí hon hoa sen lén lút từ dưới đất thò đầu dò xét, nhanh như chớp chạy lên bậc thang, cuối cùng trèo lên lưng Trần Bình An ngồi. Trần Bình An đưa ngón tay dựng thẳng bên miệng, ý bảo không được nói chuyện. Từ khi Thôi Đông Sơn lần đầu tiên xuất hiện ở thôn Trang Thanh Loan Quốc, người tí hon hoa sen gần như không lộ diện, đây là do Trần Bình An muốn nó làm vậy, tuy rằng nó không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Người tí hon hoa sen chỉ có một cánh tay đưa tay che miệng cười, ra sức gật đầu. Trần Bình An lắc lắc chân, tiểu tử kia giống như đang đu dây, nếu như không phải trước sau luôn che miệng, nó đã sớm cười thanh khách thành tiếng. Vừa nhìn thấy người tí hon hoa sen vui vẻ, tâm trạng Trần Bình An yên bình hơn rất nhiều, những tạp niệm và phiền muộn kia đều quét sạch không còn. Trần Bình An nhắm mắt lại, không bao lâu sau phát hiện mu bàn chân nhẹ hẩn quay đầu mở mắt nhìn lại tiểu tử kia học hắn nằm vểnh chân sau khi trần bình an phát hiện nó cười đến nheo mắt lại trần bình an nghi người nằm nghiêng nó cũng có học theo trần bình an bắt đầu rung đùi đắc ý nhìn như lẩm bẩm nhưng không phát ra âm thanh tiểu tử dựa vào hồ lô vẽ tranh bắt chước trần bình an một lớn một nhỏ kỳ thật cũng không biết mình đang lẩm bẩm cái gì Trần Bình An cũng không biết. Thôi Đông Sơn ở ngay bên ngoài tường tiểu viện, đầu dựa vào vách tường, thân thể giống như một sườn dốc. Thôi Đông Sơn biết Trần Bình An vì sao cố ý để người Tí Hồng Hoa Sen trốn tránh mình. Bởi vì trong mắt Trần Bình An, người Tí Hồng Hoa Sen vô ưu vô phiền cũng đã là tốt nhất rồi. Thậm chí hắn cũng không muốn tìm hiểu người Tí Hồng Hoa Sen, có phải thật sự rất quý hiếm, có phải là giá trị liên thành hay không, có phải là chỗ hữu dụng hay không. Cho nên Thôi Đông Sơn quất nghẹn đến có chút khó chịu. Bởi vì hắn ta rất muốn nói cho Trần Bình An biết, tiểu tử kia, thật sự thật sự không đơn giản. Nhưng Thôi Đông Sơn không biết vì sao, cân nhắc tới cân nhắc lui, tuy rằng biết rõ có nói hay không, ở bên phía Trần Bình An cuối cùng đều sẽ là kết quả giống nhau, nhưng Thôi Đông Sơn cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, đột nhiên cảm thấy không nói thì không nói, thật ra cũng rất tốt. Thôi Đông Sơn vừa nghĩ thông suốt điểm này, liền vẽ mặt tươi cười khôi phục bình thường, đầu óc nhẹ nhàng, đứng thẳng thân thể, lặng yên không một tiếng động phiêu đẳng đi về phía trước. Nếu nhân sinh không vui, đó là vì chưa biết tiên sinh ta. Thôi Đông Sơn lập tức cực kỳ vui vẻ, bởi vì chỉ cần lấy những lời này đến bên tiểu bảo bình tranh công, nói không chừng sau này có thể bớt đi một lần bị chụp con dấu. Vì thế Thôi Đông Sơn chạy như bay, đến ngoài cửa sổ học đường, nháy mắt với tiểu cô nương váy đỏ. Kết quả là bị tiên sinh dạy học giận dữ gầm lên thấm thoát, đã từ hạ vào thu. Qua khoảng thời gian tĩnh dưỡng này, Trần Bình An lấy cần cù bù lại cho tư chất kém cỏi, hai khí phủ mỗi cái đặt một vật bản mệnh linh khí sung mãn. Trần Bình An tận lực không quá nặng bên này nhẹ bên kia với những chuyện có liên quan tới luyện quyền và luyện khí, nhưng vì bản thân đã thật sự trở thành luyện khí sĩ rồi, gần đây mỗi ngày hắn nhất định phải tốn ít nhất 4 canh giờ để đi hít thở thổ nạp, Trần Bình An càng thấy hiểu rõ hơn với bình cảnh sau này chắc chắn có một ngày hắn sẽ trở thành võ phu thuần túy thất cảnh, lại bước lên luyện khí sĩ trung ngũ cảnh, lúc đó cần hắn phải đưa ra lựa chọn một lần nữa. Có hông mao tiểu đông cười giỡn, nói, khi ngươi tu hành ở trong viện của Thôi Đông Sơn, cũng không thấy người tiếc núi linh khí trong thư viện, thế tại sao lúc đầu ở đỉnh núi Đông Hoa Sơn ngươi lại không muốn chiếm thêm một chút linh khí nào, có phải là quá đạo đức giả hay không? Trần Bình An đáp, sau khi giữ được quy củ lớn thì có thể du di một chút về chuyện nhập gia tùy tục và chuyện thường tình của con người rồi thôi đông sơn tạ tạ lâm thủ nhất ở cái sân nhỏ này có thể mượn cảnh giới của mình hấp thu linh khí hơn nữa thư viện thừa nhận nó là hành động không sai như vậy thì ta cũng có thể làm đại khái thì nó giống như đông hoa sơn bên ngoài tiểu viện chính là hạo nhiên thiên hạ ở trong tiểu viện này đã biến thành một quốc gia một mảnh đất là một tòa tiểu thiên địa dưới điều kiện tiên quyết là không bao giờ xuất hiện chuyện nào đó trái với bản tâm hoặc là lễ nghi nhà nho thì chính là ta được tự do trần bình an nói ngập ngừng bởi vì đôi khi phải suy xét một lát hay dừng lại để suy nghĩ một chút rồi mới tiếp tục mở miệng mao tiểu đông gật đầu xem ra lúc đầu khi luyện vật ở đỉnh núi đông hoa sơn những lời dụng tâm lương khổ của mình không tốn công nói mao tiểu đông lại hỏi cây to đón gió lớn đi cao hơn người khác tất sẽ bị người phỉ bán ngươi cảm thấy đạo lý ở đâu trần bình an đáp ý định ban đầu hẳn là khuyên bảo quân tử phải biết dấu tài để thích ứng với một thế đạo không tốt như vậy về phần không tốt chỗ nào thì ta nói không được chỉ cảm thấy nó có chênh lệch rất xa với thế đạo trong suy nghĩ của nhà nho về phần tại sao như thế thì càng là nghĩ mãi không rõ vả lại ta cảm thấy câu nói này có chút vấn đề rất dễ để người khác đi vào con đường lạc lối vẫn luôn sợ hãi cây mọc thành rừng không dám đi cao hơn người khác ngược lại sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy cây cao hơn rừng gió sẽ dập không dám vượt cao chính là chuyện mà mọi người đang làm nếu tất cả mọi người đang làm ta làm thì cũng như người bình thường thôi dù sao pháp không trách chúng chỉ khi nào đuổi theo chuyện này đến cùng thì dường như mới xuất hiện vướng mắt với cây nhập gia tùy tục mà ta nói tuy rằng thật ra có thể chia nhỏ bởi vì khác biệt về giờ giấc địa điểm lẫn con người sau đó lại phân rõ ranh giới nhưng cuối cùng thì ta cảm thấy nó vẫn rất tốn sức hẳn là chưa tìm đến phương pháp căn bản lần này trần bình an vẫn nói rất ngập ngừng thế là trần bình an nhịn không được sự hiếu kỳ hỏi cái gọi là lời vàng ngọc được người đời tôn sùng này không phủ nhận rằng quả thật nó có thể giúp tránh được rất nhiều khốn khổ giống như ta cũng sẽ thường xuyên lấy ra tự xét lại nhưng nó thật sự có thể được thánh hiền nhà nho công nhận là quy củ sao mao tiểu đông cười ha ha nhưng không cho ra đáp án sau đó thì mao tiểu đông chuyển chủ đề ngựa trắng không phải ngựa ngươi thấy thế nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha